Tinh thần giác ngộ của Đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan. Hôm nay, nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài Tinh thần giác ngộ của Đạo Phật. Chúng tôi sẽ chỉ rõ tinh thần giác ngộ của lễ Vu Lan như thế nào cho tất cả quý vị thấy, vì chính đó là tinh thần giác ngộ của Đạo Phật. Tinh thần giác ngộ đó sẽ diễn tiến từ thấp lên cao đến chỗ tột đỉnh như thế nào. Chúng tôi tuần tự giải thích qua cho tất cả quý vị rõ. Trước tiên, tôi nói thẳng về ngày lễ Vu Lan. Theo thường ở chùa, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ của chư Tăng, cũng gọi là Phật Hoan Hỷ Nhật, cũng gọi là ngày Vu Lan Bồn dịch âm tiếng Phạn. Ở Trung Hoa dịch nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu hay cởi tội khổ bị treo ngược. Nói một cách khác là cứu tội khổ của những người đang đọa trong cảnh đau khổ địa ngục ngạ quỷ. Đó là tên gọi, nhưng sở dĩ đặt ngày lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 là do ý nghĩa nào, tiêu chuẩn nào Đức Phật nhắm như vậy. Chúng tôi lần lượt giải thích các tiêu chuẩn đó. Bởi ngày xưa, lúc Đức Phật tại thế, chư Tăng hoặc bốn vị hay nhiều hơn đều phân tán đi nơi này nơi nọ giáo hóa. Đến mùa hạ, ở Ấn Độ mưa nhiều, nước lũ, cho nên sự đi lại khó khăn. Đức Phật ra lệnh cho chư Tăng đến mùa hạ phải quy tụ một nơi để thúc liễm tu hành và kiểm soát lẫn nhau để tu hành thế nào cho nghiêm chỉnh. Trong ba tháng hạ, tức là đến ngày rằm tháng 7, chư Tăng nhắc nhở lẫn nhau trong hành động, ngôn ngữ, tư tưởng còn khuyết, còn sơ sót. Sau đó, mỗi nhóm tùy phương tiện mà đi giáo hóa khắp nơi. Như vậy, ba tháng an cư tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là tự là mình, tứ là mặt tình, tức là chính mình đi ra giữa đại chúng, giữa chư Tăng cầu thỉnh tất cả chư Tăng xét thấy mình có những sơ sót nào, những lỗi lầm nào, thì yêu cầu hoan hỷ chỉ dạy để cho mình nhận lấy lỗi lầm, ăn năn chừa cải. Đó là tự tứ. Trong bài văn tự tứ nói như thế này: một vị Tăng hay là vị tỳ kheo đến trước những vị tỳ kheo khác có đức hạnh hơn, thưa: bạch đại đức, một lòng thương xót, con là tỳ kheo A hay B gì đó, trong ba tháng an cư, đại đức hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi con có lỗi lầm gì thì thương xót chỉ dạy cho, con sẽ phát lồ sám hối đúng pháp. Như vậy, trong ba tháng an cư, hoặc đích thân họ thấy những cái sơ sót của mình, hoặc là họ nghe những người xung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy cái sơ sót mà không biết có đúng hay không, trong lòng còn nghi ngờ. Trong ba trường hợp đó, mình đều ra cung thỉnh nói thẳng, chỉ thẳng ra cho mình biết, dù cái đó chưa phải là tội. Họ còn nghi ngờ mà nói ra mình cũng sẵn sàng nghe. Xét thấy đúng là lỗi thì sám hối phát lồ, do đó tội lỗi sẽ giảm bớt. Như vậy mới là người làm lễ tự tứ đúng pháp. Quý vị thấy có gì đặc biệt trong lễ tự tứ này không? Theo tâm lý con người, như quý vị thấy, tất cả chúng ta ít có người muốn nói cái dở của mình hoặc che cái hay của mình. Có người nào muốn nghe người ta nói cái xấu của mình hay không? Đa số đều muốn khoe cái hay mà sợ thấy cái dở của mình, cho nên luôn luôn người ta khoe cái hay và giấu cái dở. Đó là bệnh phổ thông của mọi người. Cái bệnh đó làm cho con người tiến hay lùi. Nếu có hay một chút đem ra khoe khoang, còn xấu thì che giấu để người ta không thấy. Đó là tâm niệm hiếu danh. Nếu mình một lần làm xấu giấu được, không ai biết, không ai chỉ, không ai nhắc, thì lần xấu thứ hai, thứ ba sẽ theo đó mà diễn tiến. Càng che giấu tội lỗi thì tội lỗi càng nhiều. Cho nên cái bệnh che giấu khiến con người thoái bộ. Làm cho con người hư hỏng là bệnh hay khoe cái hay và che giấu cái dở của mình. Tinh thần người Phật tử là tinh thần tự giác, cho nên chúng ta phải tự giác cái gì chúng ta xấu. Lỡ phạm tội lỗi, chúng ta phải nhìn thẳng, phải thấy rõ ràng,
tự tỉnh, tự giác. Thấy được tội lỗi của mình, tự mình hối cải, đó là tinh thần phát lồ. Phát lồ là gì? Là vạch cái lỗi của mình trước mọi người, trước chư tăng, trước quần chúng, để cho người ta thấy rõ mình có cái dở đó, để mình hứa trước mọi người sẽ cải tiến, không còn dở nữa. Tháng này tôi có cái dở đó, tôi phát lồ với quý vị. Quý vị đã nhận, đã chứng thật lời của tôi rồi. Hứa rằng tháng sau tôi sẽ tiến hơn, không còn dở như vậy nữa. Như thế mỗi tháng, mỗi năm tôi đều phát lồ. Trước tôi có dở 10, có yếu lắm đi nữa. Lần lần tôi còn dở 9, dở 8, rồi 7, chứ không đến nỗi nào trước sau, sao vậy. Nếu trước phát lồ rồi, sau cũng phát lồ y như thế, thì có hổ thẹn hay không? Tự nhiên mình hổ thẹn, không thể nào chịu nổi. Giả sử mình có yếu đuối một lần phát lồ, lần sau có phạm hay có tội, cũng ráng nhẹ hơn một chút. Nếu nhiều lần như vậy, tự nhiên lỗi càng ngày càng giảm xuống. Tinh thần phát lồ là tinh thần tự giác. Nếu mình không biết lỗi, thì làm sao phát lồ? Biết lỗi là tỉnh hay mê? Nếu mê thì đâu biết lỗi. Người mê là người làm quấy, không biết mình là quấy. Làm sai không dám nhận mình là sai. Nếu mình quấy, tự biết mình là quấy, đó thật là tỉnh. Tỉnh tức là giác. Nhưng có người có tỉnh, có giác mà không dám nói, không dám trình bày thì sao? Đó là yếu đuối, thiếu gan dạ. Cho nên đối với người tu phải có tinh thần tự giác, tức biết nhận sự sai lầm, những lỗi của mình. Phải can đảm trình bày cái quấy của mình trước quần chúng, để người ta chứng nhận cho mình điều đó. Hứa trước quần chúng mình sẽ cải đổi, chứ không hứa suông. Hứa như vậy để mà tiến bộ. Do đó, nên người tu theo đạo Phật là người biết tự giác. Đó là tự nhận lỗi để phát lồ. Nhưng tự nhận lỗi không chưa đủ, khi cái giác mình còn yếu, chưa đầy đủ. Cho nên có cái mình biết, có cái mình chưa biết. Mình dễ tha thứ cho mình lắm, mình dễ quên cái dở của mình lắm. Cho nên Đức Phật dạy, chúng ta cần phải gan dạ hơn nữa và phải can đảm nghe lời chỉ trích của bạn bè, của những người thiện tri thức lớn hơn mình. Như vậy, khả dĩ bao nhiêu lỗi lầm của mình mới tiêu tan được, mới có thể ra ngoài dòng lỗi lầm được. Nếu mình không gan dạ nghe, không nhận những lời chỉ trích, thì mình khó mà tiến được. Cho nên tinh thần tự tứ là tinh thần cầu những người chung quanh mình thấy những điều sơ sót, những chỗ lỗi lầm do mình không thấy được, nhờ chỉ cho mình, nhắc cho mình để cải tiến. Như vậy, người học đạo, người tu hành, nhất là người sống trong đoàn thể, mà biết tự giác phát lồ lỗi mình và can đảm nghe lời chỉ dạy những lỗi lầm, những sơ sót của mình, thì người đó có tiến bộ hay không? Đương nhiên chúng ta thấy tâm hồn con người đó là một tâm hồn tỉnh giác sáng suốt, và họ là con người có ý chí quả cảm để cầu tiến. Nếu không cầu tiến thì đâu chịu nghe lời phê bình của người. Dám nghe lời phê bình để chấp nhận sửa đổi, đó là tinh thần cầu tiến mạnh mẽ vô cùng. Do đó, hai điểm quan trọng nhất của tinh thần tự tứ là biết tự giác để phát lồ sám hối giữa đại chúng và thành tâm cầu xin chư tăng vì mình chỉ lỗi cho. Sau khi được chỉ lỗi, vui mừng sám hối trước đại chúng. Như vậy tức là con người tự giác nhận lỗi để sửa đổi. Họ sẽ từ từ vươn lên, chứ không bao giờ đứng yên một chỗ. Cho nên, người tu mà thiếu tinh thần phát lồ và thiếu tinh thần tự tứ, người tu đó khó tiến được. Vì vậy, trong đoàn thể chư tăng, đến ngày rằm tháng 7, tức là ngày tự tứ, ngày mà toàn thể đều ra giữa đại chúng phát lồ và cầu xin chư tăng thấy, nghe, nghi những lỗi gì của mình đem ra chỉ dạy cho, để mình hứa nguyện sửa đổi, đó là ngày Đức Phật vui mừng nhất. Bởi trong thấy đoàn thể đệ tử của mình biết tiến bộ và biết tỉnh giác, nên Phật hoan hỷ. Nếu không làm đúng như vậy, Đức Phật không vui. Ngày đó là ngày được Đức Phật khuyến khích cúng dường. Vì sao? Vì là ngày chư tăng có tinh thần cao cả, gan dạ nhận lỗi, và những lời phê bình chỉ trích của chung quanh hứa sửa đổi. Thật đó là ngày quý giá đáng khen. Cho nên Phật nói,
chính ngày này mới là ngày toàn thể Phật tử cúng dường cầu nguyện có thể được như ý. Nếu chư Tăng không làm được như vậy, thì cầu nguyện chưa chắc được như ý. Tại sao? Vì người biết tỉnh giác là người có ý chí cầu tiến, thì đối với việc làm của họ có thể việc gì cũng xong. Đối với sự giúp đỡ người thì việc giúp đỡ nào cũng thành tựu, bởi vì lúc nào họ cũng tỉnh giác và lúc nào cũng cầu tiến, người như vậy mới đạt được cái gì họ mong muốn, và muốn lợi ích cho người mới thành tựu viên mãn. Cho nên Đức Phật nói, chỉ có ngày tự tứ cầu nguyện mới được như ý. Thành thử Đức Phật khuyến khích, Phật tử thể theo tinh thần tự tứ mà thực hiện lễ cầu nguyện. Nhưng thật ra, nhằm khuyến khích chư Tăng nhiều hơn, khuyến khích tinh thần phát lồ và tinh thần tự tứ. Nhưng gần đây, chúng ta đi ngược một chút với tinh thần tự tứ của chư Tăng. Tỷ dụ như một chùa có một hai cô ni, một hai ông thầy, không an cư, không tự tứ, mà cũng tổ chức lễ Du Lan long trọng, nói rằng cúng dường ngày Du Lan là có phước, nào là giải đảo huyền, nào là xá tội vong nhân, vân vân. Mà khi đó quý vị chưa áp dụng đúng tinh thần tự tứ, họ không sống với tính cách đoàn thể, không sống đúng với tinh thần Phật muốn dạy, mà họ hô hào như vậy, thì quý vị thấy có hợp lý hay không? Vì vậy, chúng ta phải thấy rõ người tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Một việc nào cũng làm đúng theo tinh thần giác ngộ. Ngày tự tứ là ngày tự giác của mọi người. Sau khi xét lại cái sai lầm, cái sái quấy của mình trong 3 tháng, để mình phát lộ sám hối, và đồng thời nhờ chung quanh những người có tinh thần cương trực chỉ những lỗi lầm sơ sót của mình, như vậy sự tiến bộ của mình càng ngày càng vươn lên. Tinh thần giác ngộ như vậy mới là tinh thần giác ngộ mạnh mẽ sáng suốt. Đó là tôi nói thẳng cho quý vị thấy tinh thần tự tứ của ngày rằm tháng 7. Vì vậy, ngày rằm tháng 7 này mới nên làm lễ Vu Lan, tức là Phật tử mới nên cúng dường để theo sở nguyện của mình. Cái sở nguyện được hay không được, đó là vấn đề khác. Nhưng điều đáng chú ý hơn hết là Đức Phật đặt trọng vấn đề tự tứ của chư Tăng mới là ngày quan trọng. Quý vị nhớ trong Kinh Du Lan, chuyện bà Thanh Đề nhờ Ngài Mục Kiền Liên cúng dường chư Tăng ngày rằm tháng 7 mới thoát được nghiệp ngạ quỷ mà sanh lên cung trời Thiên Hoa Quang. Như vậy, tinh thần cầu nguyện đó ảnh hưởng thế nào với người có tội lỗi? Chỗ này tôi nói thêm cho quý vị thấy tinh thần đạo Phật. Chính những việc làm đó không nằm trong các mê tín mà nằm trong tự giác. Tại sao vậy? Trước tôi xin kể những chuyện khác, dù chuyện này có tính cách ngụ ngôn, nhưng để quý vị thấy tinh thần của đạo Phật. Như Đức Phật kể lại tiền thân của Ngài. Thuở nọ, Ngài là một đứa con bất hiếu. Khi Ngài chết rồi vào địa ngục, ngay trong ngục tối, Ngài thấy ở đằng xa một đốm lửa sáng rực đi đến dần dần tới Ngài. Tới gần Ngài, nhìn rõ ra là người đang bị một vòng lửa cháy đỏ rực trên đầu. Người đó la rên thảm thiết. Khi tới gần, Ngài hỏi, anh ơi, anh làm tội gì mà chịu khổ lắm vậy? Chàng đó nói, không giấu gì ông, thuở xưa tôi ở nhân gian vì bất hiếu với cha mẹ, nên giờ đây tôi mới khổ như thế này. Ngài hỏi, tới bao giờ anh mới hết tội đó? Chàng kia đáp, chừng nào ở nhân gian có người nào bất hiếu như tôi đến thế cho tôi thì tôi mới hết. Vừa nói thì dòng lửa bên đầu anh kia chụp qua đầu của Ngài. Ngài bị đốt cháy đỏ rực, đau khổ quá. Ngài rên la thảm thiết. Khi tỉnh lại, Ngài hỏi, đầu tôi bị dòng lửa đốt cháy như thế này, thưa anh, chừng nào mới hết, mới khỏi cái khổ này? Anh kia nói, chừng nào có người ở trên nhân gian bất hiếu như ông xuống thế cho ông thì ông mới hết. Khi đó, Ngài liền nhớ cái khổ bị đốt như thế này đau đớn vô ngần. Nếu có người chịu khổ như mình thì tội nghiệp họ quá, chi bằng để một mình chịu khổ thôi. Cho nên lúc đó, Ngài liền phát nguyện. Nguyện tất cả người trên thế gian, từ đây về sau, đừng có ai bất hiếu như tôi, để một mình tôi chịu cái khổ này suốt đời, suốt kiếp. Ngài vừa nguyện xong, bất thần, vòng lửa bay đâu mất. Ngài thấy Ngài sanh lại ở chỗ khác tốt đẹp, không còn dòng lửa nữa.
Qua câu chuyện đó, tuy có tính cách ngụ ngôn, nhưng cho chúng ta thấy rõ, một khi phát tâm từ bi rộng lớn, phát tâm đạo đức, thì bao nhiêu cái khổ cái xấu tan đi. Ngài kể thêm một câu chuyện nữa. Một thuở nọ, Ngài cũng là một người đi săn bắn tàn bạo. Ngài chết và rơi vào địa ngục. Khi đó quỷ sứ bắt Ngài kéo trên một chiếc xe cồng kềnh, phía sau có người cầm roi đánh. Ngài kéo nặng nề quá, kéo qua chỗ tra tấn người. Ngài thấy những người khác bị đánh đập hành hạ đau khổ, rên xiết quá đỗi. Ngài động lòng thương nguyện rằng: Tôi xin thế tất cả cái đau khổ của những người ở trong đây, tất cả cái khổ của những người đang chịu, xin để cho mình tôi chịu. Ngài vừa phát nguyện như vậy thì tự thấy Ngài không còn ở địa ngục nữa. Qua hai câu chuyện trên đó, chúng ta thấy bà Thanh Đề sở dĩ ra khỏi dòng ngạ quỷ không phải Chư Tăng có tài xuống đó dẫn bà lên, không phải có một ông Diêm Vương hay ông chúa ngục nào mở thả bà, ân xá cho bà, cũng không phải ông Phật trên đài sen xuống cứu bà, mà chính vì tinh thần sáng suốt, dãy chí mạnh mẽ cầu tiến của Chư Tăng đồng chung một tâm niệm hướng về bà, mong bà cải rỗi tâm niệm xấu xa. Do sự giao cảm đó mà bà tỉnh giác. Chính bà tỉnh giác biết được tội lỗi của bà, nên bà hối hận chừa bỏ. Do đó bà thoát khỏi cái khổ ngạ quỷ. Thoát khỏi là do tâm hối cải tỉnh giác, chứ không phải do sức bên ngoài bắt mình hay thả mình. Đó là sự thật do tinh thần tỉnh giác của con người mà ra. Chỗ đó đối với quý vị hơi lạ, nhưng sự thật là thế. Chúng ta thấy rằng tất cả cái khổ là gốc ở mê lầm. Mê lầm nên mới có hiểu sai quấy, tự mình thấy mình khổ. Thí dụ, chúng ta gặp một người mà mình có ác cảm, thấy mặt họ mình vui hay buồn? Người mà mình có ác cảm, thấy mặt họ là mặt đổi sắc, cảm thấy buồn, cảm thấy khổ khi phải đối đầu với họ. Nếu khi đó mình dẹp phiền não, có tâm niệm sáng suốt hơn và tự hỏi tại sao mình xấu như vậy, tại sao mình có ác cảm với người ta, người ta cũng tốt, tại sao mình có niệm xấu với họ? Tự hỏi như vậy là mình có thể vui cười cùng họ và không còn bực bội khó chịu nữa. Quan niệm bực bội khó chịu đó là bởi mình cố chấp, mình ghen ghét, mình xấu xa. Đối với mọi người, gặp họ, thấy họ là mình cảm như có cái gì bực bội, rồi tự mình chuốc khổ. Hết khổ không phải Phật cứu mình, mà chính là nhờ mình đổi được quan niệm của mình. Đến đây tôi kể một câu chuyện trong Thiền Tông. Vị tổ thứ tư Thiền Tông là tổ Đạo Tín, lúc còn làm sa di, khi gặp tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba ở Trung Hoa, Ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, dạy cho con phương pháp giải thoát. Tổ nhìn sững vào mặt hỏi: Ai trói buộc chú? Ngài quýnh lên không biết ai trói buộc mình. Nhìn lại mình một hồi, Ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, không ai trói buộc con hết. Tổ bảo: Như vậy cầu giải thoát làm gì? Ngài liền tỉnh ngộ. Vì mình đeo một quan niệm đen tối nên cảm thấy mình xấu xa đau khổ. Giờ đây mình xem cái xấu xa đau khổ đó nó có từ đâu. Khi tìm lại thì quan niệm xấu xa đau khổ không còn nữa. Nhìn thẳng nó thì không thấy có. Lúc đó liền hết khổ. Hết khổ ngay trong cái mình nhìn thẳng lại nó. Mình trông không thấy nó. Như vậy để thấy rõ cái khổ hay không khổ, gốc ở mê lầm hay giác ngộ. Cho nên người giác ngộ là người thoát khổ, người mê lầm là người đau khổ. Đó là then chốt của Đạo Phật. Đạo Phật cứu khổ không có nghĩa là cứu người này ở trong địa ngục đem bỏ trên trời, hay là đem người này ở trong ngạ quỷ đưa lên một cõi nào khác. Cứu khổ chính là chỉ dạy cho người ta giác ngộ, mà giác ngộ rồi liền đó được giải thoát. Tôi thí dụ một cách cụ thể hơn. Thí dụ có người bị bệnh ghiền á phiện. Khi họ bị ghiền mà không có tiền để mua á phiện, họ phải ủa mửa đủ thứ hết. Hôm nào đây họ tỉnh giác,
họ thấy cái ghiền á phiện này là tai họa lớn, thấy mình bị hao mòn khí lực, tài sản tiêu hao, làm mọi người lo sợ, vân vân. Bây giờ nhất định cương quyết bỏ, không ghiền nữa. Khi họ giác ngộ, biết được tai họa của nó, cương quyết bỏ, thì từ đó về sau họ sẽ thắng được bệnh ghiền. Thắng được bệnh ghiền là họ hết khổ, mà hết khổ đó là do ai? Do họ tự giác. Phải vậy không? Họ biết được cái dở, cả quyết chừa thì họ hết khổ. Nếu họ không biết cái đó dở, không biết cái đó là tai họa, thì họ cứ đi sâu mãi, không bao giờ ra khỏi khổ. Cho nên có giác ngộ mới được giải thoát, có giác ngộ mới hết khổ. Đó là sự thật mà lâu nay chúng ta ít có quan niệm rõ. Chúng ta cứ tưởng rằng đi đến chùa cầu cúng rồi Phật làm cho mình hết khổ. Đó là cái hiểu lệch lạc của chúng ta. Tinh thần Phật tử đi chùa phải là tinh thần cầu học đạo để thấy phương pháp tu hành, để mình được giác ngộ. Mà giác ngộ chính là tự mình cứu khổ cho mình, chứ không phải ai cứu khổ cho mình được. Vì vậy Đức Phật đã từng nói, ta không có quyền ban ơn giáng họa cho ai. Nếu Ngài có quyền ban ơn giáng họa cho người, thì Ngài thành thần linh mất rồi, không phải là Phật nữa. Chính Ngài dạy phương pháp giác ngộ, tự chúng ta bỏ đi cái mê lầm, cái sái quấy của mình. Đó là cứu khổ, là điều căn bản của Đạo Phật. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúng ta phải biết rõ tinh thần Vu Lan. Đó là tinh thần tự giác và cầu tiết. Tự giác bằng cách nhìn thẳng lại những cái sái quấy, những lỗi lầm của mình, can đảm ra trước quần chúng để xin phát lồ sám hối. Cầu tiến bằng cách mong mọi người chung quanh nhìn thấy cái sơ sót lỗi lầm của mình, chỉ bảo cho mình chừa cãi. Đó mới đúng là tinh thần Vu Lan. Đúng tinh thần đó thì việc làm nào cũng thành tựu như ý. Do đó trong Đạo Phật thường nói ngày tự tứ là ngày có công đức lớn. Lễ Vu Lan, tinh thần giác ngộ là thế đó, không phải ỷ vào sức cầu nguyện mà không tự giác. Đức Phật chọn ngày tự tứ để khuyên Phật tử làm lễ Vu Lan là do ý nghĩa này. Giờ đây chúng tôi nói tới giác ngộ. Có phải giác ngộ ở chừng này thôi hay còn phải giác ngộ thế nào nữa? Ở đây chúng tôi cũng lược nêu lên qua một ít điểm giác ngộ để quý vị thấy, với tinh thần Vu Lan, giác ngộ của những người biết tự giác và biết cầu tiến. Ở trong phạm vi phàm phu còn là phàm tăng, chúng ta phải mong giác ngộ và cầu tiến như thế. Tiến dần lên những bậc thánh tăng thì sự giác ngộ thế nào? Đây tôi kể trong Đạo Phật có những vị thánh tăng chứng quả thanh văn, duyên giác, hay là Bích Di Phật đến Bồ Tát, vân vân. Những vị giác ngộ đó như thế nào? Những hàng thanh văn sau khi nghe Phật nói pháp tứ đế, phổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, các vị nhận đúng như thật, đúng tinh thần giác ngộ. Nhận rõ ràng không nghi ngờ, gọi là chứng đạo hay thấy đạo. Khi thấy đạo, chứng đạo rồi, bước vào hàng Tu Đà Hoàng, lần đến A-La-Hán. Như vậy, chỗ giác ngộ đó như thế nào? Thí dụ như nghe Đức Phật nói, tất cả thế gian là khổ, chư tỳ kheo thấy như thế nào? Biết lời Phật đúng hay là không đúng? Phần nhiều vị nói thế gian là khổ, cứ nghĩ khổ là đói khổ, là lạnh khổ, là đau ốm, vân vân. Cho những điều khổ đó là khổ của Phật nói. Sự thật Đức Phật nói thế gian khổ là vô thường. Tại sao vô thường là gốc của khổ? Bởi vì thông thường kể nào tứ khổ, nào bát khổ. Tứ khổ là sanh lão bệnh tử, bát khổ là tứ khổ thêm cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Như vậy cái khổ đó ở trong quy luật vô thường. Người ta ai không nghĩ rằng mình sanh ra lớn lên, trong khi tuổi trẻ còn khỏe mạnh sung túc, ít năm thấy mình già mặt nhăn má cớp, lúc đó có buồn hay không? Răng lung lai, nhai không biết ngon, mắt mờ thấy không xa không rõ. Tất cả những hiện tượng đó đều là hiện tượng khiến mình không được vui. Không được vui tức là khổ, là bất như ý.
thường thường cái khổ là cái bất như ý. Ý mình không muốn bị mắt mờ, tai điếc, răng rụng, má cớp, mà tất cả cái đó nó tới, mình có vui hay không? Đó là bất như ý, mà bất như ý là khổ. Cái khổ đó là gì? Là vô thường. Mình đang mạnh khỏe, hoạt động tự do, tới lui tự tại, phát lên đau rên hì hì, đi không được, hoạt động không được, mình có khổ hay không? Đó là bất như ý, đó là khổ. Như vậy sanh già bệnh chết đều là tướng trạng vô thường, đều là khổ. Cái khổ đó có người nào khỏi hay không? Nếu nói khổ do đói rách thì Đức Phật nói không phải chân lý, mà nói riêng cho một nhóm người nào thôi. Vì có người không đói không rách thì họ không khổ. Khổ là nói chung cho toàn thể con người. Con người nào cũng nằm trong luật vô thường, mà đã nằm trong vô thường thì bất như ý. Đã bất như ý thì khổ đau. Cái khổ đó nếu chúng ta thấy tường tận, tức là nhận chân được khổ đế. Nhận chân được khổ đế rồi, vậy khổ từ đâu mà có? Từ tập đế. Tập đế là gì? Đức Phật nói là tham sân si. Nếu nói rộng ra thì mạn nghi ác kiến, tức là sáu thứ căn bản phiền não. Nói rộng nữa thì tới mấy chục thứ phiền não. Tóm lại, tất cả phiền não gốc từ tham sân si mà ra. Sở dĩ chúng ta thấy chúng ta già nên buồn, bất như ý là tại sao? Là tại chúng ta có lòng tham muốn mình được trẻ mãi. Nếu chúng ta không có lòng tham muốn trẻ hoài thì già đến có buồn không? Tóm lại, trong ba cái tham sân si, si là gốc. Tại si mà mình không thấy được vô thường, không nhận được lý vô thường, nên mình mới tham hoài, mới nghĩ tới sống mãi, phải vậy không? Nghe đến cái chết là rung lên, nghe đến cái già thì buồn đi, đó là tham. Nếu mình biết rõ được lý vô thường là mình phá được cái si rồi. Trong cái vô thường mà nghĩ là thường là si mê. Biết rõ lý vô thường, mong cầu được trẻ mãi, tham được khỏi chết vân vân, không còn nữa. Mà cái tham không còn thì cái già chết còn không. Như vậy phá được cái si thì khổ theo đó mà hết. Cái sân cũng vậy. Sở dĩ chúng ta thấy người khác mình ghét, mà gặp mặt nhau thì bực bội, gọi là oán tắng hội khổ. Chúng ta nhận được lý vô thường rồi, phải biết rằng con người mình là vô thường, mọi người cũng vô thường, thì giận nhau, hờn nhau làm gì? Tha thứ cho rồi, mình có sống đời đâu mà ôm ấp giận hờn. Tha thứ được thì mình hết khổ. Cho nên, nhận chân được lý vô thường thì tâm sân dịu xuống. Dịu xuống thì bớt khổ. Như vậy, tham sân si là gốc của khổ, là tập đế. Khổ là quả, tham sân si là nhân. Tham sân si giảm thì khổ quả theo đó mà giảm bớt. Quý vị thấy chúng ta tỉnh giác hay là chúng ta giác ngộ được nhân khổ thì cái quả khổ theo đó mà hết. Sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta tham danh, tham lợi, tham đủ thứ. Cho nên mất một cái thì chúng ta khổ một cái, mất nhiều cái thì chúng ta khổ nhiều cái. Chúng ta tham nên muốn cái gì cũng gom về mình cho nhiều, mất là đau khổ liền. Như vậy, khổ là tự lòng tham. Nếu chúng ta biết tất cả chúng ta đều là vô thường, đã là vô thường thì phải làm sao? Không nên ôm ấp, đã là vô thường thì phải chia sớt nhau. Vô thường mà ôm giữ, điều đó không phải là vô thường, phải vậy không? Nếu biết được lý vô thường thì chúng ta phải san sẻ, phải chia sớt. Như vậy là chúng ta dứt lòng tham, tức hết khổ. Chúng ta làm bể cái chén buồn hai ba ngày, bởi tại chúng ta tưởng cái chén là còn hoài, nên lỡ bể chúng ta buồn. Nếu biết đó là vô thường, lỡ bể rồi thì thôi, dè dặt mai đừng cho bể nữa. Cái khác cũng thế. Biết được lý vô thường nên chúng ta không ôm ấp, không gìn giữ riêng cho bản thân mình. Thân mình là vô thường, sự vật cũng vô thường. Tại sao mình cứ gom góp? Tại sao mình cứ giữ gìn? Khi gom góp gìn giữ, đó là thỏa mãn lòng tham. Khi biết được vô thường thì đâu còn tham nữa.
hết tham là mình hết khổ. Chính vì ngộ được lý vô thường, theo đó khổ sẽ giảm. Vì vậy, nên các vị A-la-hán không còn khổ nữa, còn mình chưa biết được lý vô thường nên mới khổ. Nhưng có nhiều người nói như thầy cái gì cũng vô thường hết, thì ai muốn làm cái gì nữa? Như vậy là lầm ý của Phật. Đức Phật nói vô thường để mà tiến bộ, chứ không phải vô thường để mà buông tay. Quý vị nhớ bài kinh Nhật tụng hàng ngày ở chùa, tụng kinh Di Đà rồi, chúng ta tụng thêm thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tiến, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Nghĩa là, ngày nay đã qua, mạng sống theo đó mòn đi, như cá cạn nước, còn có gì vui? Thế nên toàn thể đại chúng gắng mà tinh tấn. Như cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, dè dặt chớ buông lung. Hiểu được lý vô thường rồi, phải nỗ lực việc đáng làm phải làm liền, đừng chần chờ. Thấy người ta khổ, đói rách, mình có thể giúp được. Không nên nói để mai mốt sẽ giúp, điều đó không phải là hiểu lý vô thường rồi. Biết được lý vô thường, cái đáng làm phải làm ngay. Mai mốt biết mình còn hay không, việc phải làm là làm liền, giúp được là phải giúp liền, tu được là cố gắng tu liền, chứ đừng chờ tới mai tới mốt. Chính đó là biết lý vô thường. Cho nên, càng nghĩ đến vô thường, càng gắng làm lành làm phải, càng gắng giúp ích cho mọi người, và càng cố gắng tiến tu. Đó là hiểu lý vô thường. Chớ nói vô thường rồi buông tay chờ chết, là trái với ý của Đức Phật dạy. Vì vậy cho nên, chúng ta hiểu rõ được tinh thần đó, hiểu được lý vô thường rồi, chúng ta mới có thể thương nhau, giúp đỡ nhau, mà không có lòng tham gom góp về mình. Đó là tinh thần của Đạo Phật. Thí dụ, chúng ta đi chung một chiếc tàu bị giông bão muốn chìm, tất cả người trong tàu đều là người thân và biết số phận của mình mong manh rồi. Giả sử lúc đó, có người bị sóng nhồi ngã qua mình, người kia hoặc là té đạp lên chân người khác. Lúc đó những người bị té vô mình hoặc bị đạp trên chân có nên giận không? Hẳn là không, vì lúc đó ai cũng có tâm niệm rằng mạng sống mình không còn bao lâu nữa, giận hờn làm chi? Lo sao cho khỏi cái khổ nạn này, thì giờ đâu mà giận hờn? Đây cũng vậy, nếu chúng ta hiểu lý vô thường là sao? Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Một thầy tỳ kheo trả lời, sống được vài năm. Ngài nói, người chưa hiểu đạo. Thầy tỳ kheo khác trả lời, sống được trong một bữa ăn. Ngài nói, người chưa hiểu đạo. Đến vị sao nói, chỉ sống trong hơi thở. Ngài gật đầu nói, ông thấy đạo rồi. Như vậy thấy đạo là thấy được lý vô thường. Nếu mình thấy mạng sống trong hơi thở, khi hơi thở này còn thì chúng ta phải làm lợi mình, lợi người chứ. Mạng sống đã mong manh như vậy, tại sao mình còn ôm ấp giận người này, buồn người kia, trách người nọ? Như vậy có phải tự mình giết mòn mình hay không? Mà giết mòn một cách vô ích, vì chúng ta biết lý vô thường nên phải vươn lên, phải làm lợi mình, lợi người, đừng sơ sót một giờ phút quý báu nào hết. Đó mới là hiểu được tinh thần vô thường. Biết vô thường mà tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Quý vị thấy có ai bị lửa cháy đầu mà còn đi chơi thông thả hay không? Hay phải tay quơ, miệng la đủ thứ hết, đâu có thể chần chờ được. Chính chúng ta cũng vậy, nhận được lý vô thường của Phật dạy, chúng ta phải tỉnh giác, phải cố gắng làm lợi ích cho mình, cho người. Đó là tinh thần vô thường. Tôi đã nói cái khổ đế và tập nhân của khổ đế. Tiếp theo đây là diệt đế và đạo đế, tức là diệt được hết tập nhân. Tập nhân là gì? Là tham sân si. Nếu diệt được thì an nhiên tự tại, đó là niết bàn. Muốn diệt được hết tập nhân phải làm sao? Tức là phải tu ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân.
Đó là những phương pháp diệt hết mầm đau khổ. Như vậy thấy rõ pháp tứ đế thì chứng được quả A-la-hán. Đó là cái giác ngộ của bậc thánh, nhà Phật gọi là hàng thánh nhị thừa. Tiến lên một bậc nữa, có những vị ra đời ở thế gian mà không gặp Phật pháp, không nghe được pháp tứ đế của Phật, bỗng nhiên thấy những sự hưng suy của cuộc đời, hoặc là thấy mùa thu lá rụng, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc nhân dân, tức là sự doanh hư tiêu trưởng của sự vật, rồi tự nhiên giác ngộ được lý vô thường. Đó là bậc độc giác, tự mình giác ngộ không qua lời Phật dạy, khỏi nghe giáo lý mà được giác ngộ. Kế đến là bậc duyên giác, có những hàng nghe Đức Phật nói về 12 nhân duyên, vô minh, duyên hành, cho tới lão bệnh tử. 12 nhân duyên đó như sợi dây chuyền, nó liên kết không rời. Thấy rõ được lý 12 nhân duyên tiến tu để được giải thoát, đó gọi là bậc duyên giác. Như vậy chúng ta thấy là A-la-hán hay duyên giác cũng gọi là người giác ngộ. Giác ngộ ở khía cạnh này hay ở khía cạnh khác. Cho tới giác ngộ cứu kính mà ở đây chúng ta đang thực hành. Giác ngộ của hàng Bồ Tát như trong các kinh, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Niết Bàn, vân vân, là chỉ cho giác ngộ cứu kính của Đạo Phật. Giác ngộ cứu kính đó là giác ngộ thế nào? Bởi vì hàng nhị thừa chúng tôi thường gọi là thanh văn hay duyên giác, đều là nằm trong các pháp đối đãi. Như hàng thanh văn thì thấy có khổ tập là nhân quả của luân hồi, diệt đạo là nhân quả của giải thoát, tức là bên này là luân hồi, bên kia là giải thoát, có đối đãi. Hàng duyên giác cũng vậy, thấy 12 nhân duyên đi chiều thuận là luân hồi, ngược lại đi chiều hoàn diệt là giải thoát, tức là vô minh diệt thì hành diệt, vân vân. Như vậy cũng là ở trong đối đãi, mà ở trong đối đãi thì giác ngộ đó chưa phải là cứu kính, theo tinh thần kinh Niết Bàn. Cho nên trong kinh Niết Bàn có thí dụ gọi xuân trì thập lịch, tức là mùa xuân lặn dưới ao mò lên một hòn sỏi, hòn gạch. Xuân trì là cái ao mùa xuân, thập lịch là lượm gạch hay ngói. Vì trong đó Đức Phật nói, thí như mùa xuân ao nước trong, có một số người bơi thuyền ở dưới ao chơi, bỗng nhiên có người cầm hòn ngọc quý buông tay rớt xuống ao. Rớt rồi bao nhiêu người lặn xuống mò, có người được hòn sỏi mừng quýnh đưa lên nói, tôi được ngọc rồi. Nhưng giơ tay lên là hòn gạch chứ không phải ngọc. Khi nhiều người ùa nhau lặn mò, nước đục ngầu, không thấy được hòn ngọc, kẻ nắm gạch, người nắm ngói gì đó, vân vân, đưa lên hô là được ngọc mà sự thật không phải. Người khôn ngoan chờ cho nước lắng lặng trong trẻo, mắt nhìn kỹ thấy viên ngọc đang ở chỗ nào, nhảy xuống một cách từ từ, lượm lên nói tôi được hòn ngọc, thì chừng đó mới là ngọc thật. Như vậy thí dụ đó nói cái gì? Tuy hàng thanh văn duyên giác cũng thấy được đạo, ngộ được đạo, nhưng mà giác ngộ ở một khía cạnh của sự đối đãi, cũng như người lặn xuống ao lượm được gạch tưởng là ngọc, chỉ có Bồ Tát là sáng suốt, đợi nước trong trẻo thấy rõ ràng hòn ngọc nó nằm ở chỗ nào, mới lặn ngay chỗ đó nắm đưa lên, chừng đó mới là ngọc thật. Các hàng Bồ Tát không mò ngọc trong khi nước còn đục, mà đợi nước trong rồi tự mình thấy ngọc, thấy rồi mới nắm lấy được hòn ngọc. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, các hàng thanh văn được Niết Bàn, Niết Bàn đó Đức Phật cho là gì? Là hóa thành, là cái thành hóa ra để tạm nghỉ, chứ không phải là thật. Mà thật thì phải tới bảo sở, tức là tới nơi chân chánh mới là thật. Đó là để thí dụ cho Bồ Tát. Như vậy tại sao tôi nói thí dụ đó? Bởi vì hàng Bồ Tát dụ cho người ngồi trên thuyền đợi nước trong thấy hòn ngọc nằm ngay chỗ nào, rồi mới lặn nhẹ nhẹ, từ từ đến ngay chỗ đó nắm lên, chừng đó mới thật là được hòn ngọc. Nói tóm lại, thấy rồi mới nắm lên, như vậy đúng là tinh thần của thiền tông gọi là kiến tánh khởi tu. Thấy được cái đó rồi mới khởi tu, đó là tinh thần cứu kính của Phật giáo. Vì Phật giáo đi đến chỗ cứu kính không còn đối đãi, còn đối đãi là chưa đến giác ngộ cứu kính. Thế nên trong kinh Bát Nhã mở đầu cho Đại Thừa nói,
Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mới nghe không ai hiểu gì hết. Gì mà sắc sắc không không? Nhưng sự thật đó là một lẽ thật cứu kính. Bởi chúng ta mê lầm, nhìn tướng trạng thô, thấy cái bàn này gọi là sắc, còn ở chỗ trống này gọi là không. Mình cho sắc với không là hai cái khác nhau, phải vậy không? Đây là sắc, đây là không, hai cái khác nhau. Một cái có tướng trạng, có hình dáng sờ mó được, còn một cái trống rỗng không có gì hết. Đó là chỗ chúng ta thường lầm. Chỗ trống không, chúng ta cho đó là không, nhưng con mắt Phật giáo không phải vậy. Ngay cái có nó có cái không, ngay cái không đã có cái có. Cái có thô thiển này chúng ta nhìn thấy một hình sắc dày đặc, nhưng với kính hiển vi mấy trăm lần thì chúng ta thấy nó thưa hở, như gương mặt chúng ta thấy như láng, nhưng với kính phóng đại vài chục lần thôi thì sẽ thấy nó sần sùi có hang lỗ. Như vậy, nó có hay không là tại con mắt thô hay tế. Nơi hình tướng này có lòng cái không trong đó, còn ngay chỗ không này có cái sắc trong đó. Như chỗ không này có ánh sáng xuyên qua, thì chúng ta sẽ thấy bao nhiêu là bụi bặm lăng xăng ở giữa này. Như vậy, nó đâu phải là không. Nó chỉ không là không tướng trạng thô kệch, mà có những tướng vi tế trong đó, chớ không phải là không hẳn. Chúng ta cứ cực đoan cho đây là không hẳn hay có hẳn, thành ra không nhìn tường tận các pháp ở đời. Người hiểu đạo thấy trong cái có đã lồng cái không, trong cái không đã lẫn cái có. Thấy như vậy, các ngài thấy không còn có hai riêng rẽ, không còn có hai đối đãi. Còn thấy hai đối đãi là chưa phải thấy cái thật. Nếu tới chỗ thật là không có hai, mà nói như vậy thì ai cũng không chấp nhận hết. Tại sao vậy? Bởi vì tới giác ngộ cứu kính thì không hai mà còn có hai thì chưa phải giác ngộ cứu kính. Nhưng mà làm sao quý vị thấy không hai cho được? Vì thế gian này là thế gian đối đãi. Thật ra nếu quý vị xét cho tường tận, thật tình còn đối đãi thì chưa phải cứu kính. Tại sao? Bởi vì cái thể cứu kính nó không hai, cũng như Phật và chúng ta. Chúng ta thấy Phật là giác ngộ, còn chúng ta là mê lầm. Phật và chúng ta là một hay hai? Nếu chúng ta thấy Phật và chúng ta là một hay là hai, thì không biết ai trúng ai trật. Thông thường nói, nếu không là hai, thì là một chứ gì? Có thể tôi đi từ từ cho quý vị thấy. Chúng ta thấy Đức Phật với chúng ta là hai, vì Phật là giác mà chúng ta là mê, cho nên là hai. Nhưng mà chúng ta mê là mê cái gì? Phật giác là giác cái gì chứ? Chính cái đó mới là quan trọng. Tôi thí dụ bây giờ đem vàng làm ra chiếc vòng tay và chiếc cà rá. Đây là chiếc vòng, đây là chiếc cà rá. Như vậy quý vị thấy hai hay là một? Đương nhiên là hai rồi. Vòng khác cà rá khác. Đó là ta nhìn trên giả tướng của hai món đồ. Nếu nói về thể, hai món đó là một hay là hai? Là một. Như vậy trên hai cái, thể cà rá và dòng cũng là vàng thôi. Vàng có một, có hai không? Vàng là vàng, nó không có một hai. Có một hai là lập ra để đối đãi với cà rá, là một chiếc dòng là hai. Chứ vàng là vàng, không có một hai. Thành ra một hai là đối đãi trên giả tướng của hai món đồ thôi. Còn cái thể của món đồ là vàng, không có nói một hai. Nói một hai là nói cái giả tướng, cho nên còn có một hai là còn trong đối đãi. Vì vậy mà có vị tăng hỏi vị thiền sư, Phật và chúng sanh là một hay hai? Ngài trả lời: Duy dư nhất đoá tại, minh nhật khủng tùy phong. Dịch: Chỉ còn thừa một đoá, ngày mai ngại gió rơi. Ngài không nói hai hay một, mà nói bây giờ tôi chỉ thấy còn thừa một đoá hoa, ngày mai e gió cũng rụng luôn. Như vậy giai đoạn đầu thấy Phật và chúng sanh là hai, nhưng bước vào giai đoạn kế thấy Phật và chúng sanh không là hai nữa, nên gọi là một. Mà cái một đó tạm thời thôi, chứ cái một đó không phải là cứu kính. Vì cái một đó tạm đặt với cái hai, đến cứu kính một cũng không còn. Cho nên bây giờ tạm thấy còn một đoá hoa.
ngày mai gió thổi, nó cũng rơi luôn không còn nữa. Còn nói một là nói tạm, chớ nó không thật. Còn nói một là đối với hai. Tới chỗ cứu kính thì cái hai không còn nữa. Nói như vậy cho quý vị thấy chỗ giác ngộ đó cần phải thấy như thế. Cho nên Thiền Tông kể rằng, sau khi ngộ đạo, Đức Phật nói như trong Kinh Hoa Nghiêm chép, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, vì bị vọng tưởng mê lầm che lấp không thấy, không hiểu, không biết. Ngài thấy rõ chúng sanh ai cũng đều có trí tuệ đức tướng Phật hết. Như vậy, thành Phật là thành cái chúng sanh sẵn có, ngộ đạo là ngộ cái sẵn có ở chúng sanh, và chúng sanh mê là mê cái sẵn có mà quên đi. Cái mình sẵn có mà quên đi gọi là mê. Thành Phật không có gì lạ, là nhận được cái sẵn có của chính mình. Vì vậy, có một vị thiền sư ở trong hội Ngài Quy Tông nửa đêm la: Tôi ngộ rồi. Trong đại chúng, ai cũng lấy làm lạ. Không biết ông ấy ngộ cái gì. Sáng hôm sau, Ngài Quy Tông lên pháp tòa hỏi: Vị tăng hồi hôm nói ngộ rồi, ra đây xem. Vị tăng bước ra, Ngài hỏi: Ông thấy cái gì mà nói ngộ? Ông ấy trả lời bằng câu: Sư cô thị nữ nhân tác, nghĩa là sư cô giống là người nữ làm ra, chứ không có gì lạ hết. Ngài Quy Tông gật đầu nói, chính ông ngộ. Như vậy ngộ là cái gì? Thông thường chúng ta tưởng ngộ là ngộ cái gì ở bên trời kia, chứ không ngờ chính ngộ là ngộ cái sẵn có của mình. Mình cứ nói thành Phật là có hào quang rực rỡ hay có gì lạ, nhưng cái đó phải có mới là Phật. Không ngờ thành Phật là sống lại với cái sẵn có của chính mình. Cái sẵn có của chính mình, nếu mình sống được với chính nó, mình trở về với chính nó, đó gọi là giác ngộ thành Phật. Tại sao vậy? Vì cái mình có mà mình bỏ quên gọi là mê. Giờ đây mình biết được gọi là giác. Giác tức là ngộ. Người giác ngộ tức là Phật, chứ không có gì lạ hết. Như vậy nói, Ni-cô tưởng đâu cái gì xa lạ linh thiêng cao cả, nhưng sự thật Ni-cô vốn là một cô gái. Bây giờ cạo đầu mặc áo thành sư cô, chứ có gì lạ đâu. Nói Phật tưởng Phật ở đâu và có gì lạ đời, không ngờ cũng chính là cái sẵn có của mình, chứ không phải đâu lạ. Cho nên một vị khác sau khi ngộ đạo cũng làm bài thơ, câu chót ông nói rằng: Lý Bạch Nguyên lai thị tú tài. Tức là ông Lý Thái Bạch, nhà thơ ai nghe nói cũng nể. Mà xét kỹ lại, ông cũng chỉ là ông tú tài như bao nhiêu ông tú tài khác, chứ không có gì lạ. Chính cái đó là để chỉ cho cái ngộ là ngộ cái sẵn có của mình. Vì vậy Đức Phật sau khi thành Phật, Ngài nói: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Bởi vì Ngài có cái đó, tất cả chúng sanh cũng có cái đó. Không phải Ngài ngộ cái gì khác, mà ngộ ngay trong thân tứ đại ngũ quẩn này, là cái thân vô thường sanh diệt. Có sẵn cái không sanh không diệt, nhận được cái không sanh không diệt nơi mình, gọi đó là ngộ đạo, chứ không phải tìm cái gì xa xôi. Mà cái không sanh không diệt đó nơi phàm phu cũng có. Cũng như sư cô có sẵn ở những cô cư sĩ đầu có tóc, chứ có gì lạ đâu. Chỉ cần một khi nào đó thay đổi hình thức, đổi thay tâm niệm là thành sư cô chứ gì. Như vậy không có gì xa lạ, mà mình tưởng cái đó ở đâu, từ phương trời nào đến. Thế nên tinh thần giác ngộ của đạo Phật là giác ngộ ngay cái thực tế hiện tại. Vì vậy, người giác ngộ rồi thì không còn thấy hai, đó mới là giác ngộ cứu kính. Không thấy hai cho nên không nghĩ rằng cõi mình đây là cõi ta bà khổ, còn cõi cực lạc là cõi Phật A-di-đà an vui. Quý vị có nghĩ bỏ cõi này chạy qua bên kia vui hay không? Nếu ngay trong cõi khổ, khéo biết thì mình được vui rồi. Mình mê thì tạo nghiệp xấu xa là khổ. Ngay trong cái khổ mà biết chuyển hướng, biết thay đổi tâm niệm, biết làm những điều lành, điều phải, biết chia cơm, xẻ áo với mọi người, biết sống trong tình đoàn kết anh em,
tự nhiên mình vui. Cái khổ là cũng tự mình tạo, tự mình có những tham, tự mình có những sân, tự mình có những si, rồi mình đau khổ. Phải vậy không? Nếu dẹp bỏ tham sân si rồi, ngay cõi này có phải là cực lạc hay chưa? Vậy có nên tìm cực lạc bên kia hay không? Nếu chúng ta thấy bên kia là cực lạc, bên này là ta bà, lại còn thấy hai. Mà còn thấy hai là còn thấy đối đãi, chưa là lẽ thật. Vậy người hiểu đạo đúng theo tinh thần Đại Thừa là ngay ở trong các cảnh khổ, ngay trong cái chỗ mà người ta cho là xấu xa, mình khéo chuyển thành an lạc, tốt đẹp, chứ không phải bỏ đây, cầu kia. Đó là tinh thần Đạo Phật. Đạo Phật không có bỏ để trốn để cầu. Có nhiều người lầm nghĩ rằng mình tu là phải trốn thiên hạ, phải bỏ hết những cái gì đâu đâu. Đó là lầm lẫn. Tu là chính mình phải thay đổi những cái tâm xấu xa của mình là tham sân si. Nếu chuyển được tham sân si thì ta bà thành cực lạc. Còn không chuyển được tham sân si, ôm tâm niệm tham sân si, cầu về cực lạc, cực lạc cũng biến thành ta bà. Vì còn tham sân si thì ở đâu cũng rầy lộn đánh lộn, mà rầy lộn đánh lộn giành giật, đó là gốc của ta bà. Cho nên chúng ta chuyển đổi được tâm niệm tham sân si thì ngay ta bà thành cực lạc, còn không chuyển đổi được tâm niệm tham sân si thì cực lạc biến thành ta bà. Đó là sự thật, cho nên hiểu đạo thì chúng ta nên hiểu như vậy. Ngay trong cuộc đời này, dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn an vui. Chúng ta thấy đây không phải là khổ. Chính đây nếu ta khéo chuyển thì cõi này là cõi cực lạc, chứ không phải chờ về cực lạc mới thấy cực lạc. Như vậy, tinh thần Đạo Phật đến chỗ cứu kính giác ngộ mới thấy rằng chính mình và mọi người, chính mình và các hoàn cảnh đều không phải là vấn đề hai ba. Ngay nơi tâm niệm mình chuyển hướng hết những cái xấu xa của mình thì hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh tốt đẹp. Ở trong chỗ nào cũng là chỗ tiến bộ, chứ không phải xấu xa. Xấu xa chính vì cái ấp ủ tham lam, ấp ủ sân si của mình nên thấy xấu xa. Dứt hết những cái đó thì tự nhiên nó sáng sủa tốt đẹp. Thế nên các thiền sư lúc nào cũng thấy cõi đời là đẹp, đẹp như một bài thơ. Tại vì thấy ở đâu cũng là tốt, ở đâu cũng là sáng sủa. Còn chúng ta vì mang cặp kính ủ rũ buồn bã nên thấy cái gì cũng buồn, phải vậy không? Nếu mình mang cặp kính tươi sáng trong lòng, nhìn cái gì mà không vui, phải vậy không? Khi nào trong quý vị tâm hồn đương ưu tư buồn bã thì nhìn thấy cái gì cũng buồn bã theo. Nếu tâm hồn quý vị sáng suốt phấn khởi vui vẻ thì nhìn cái gì chẳng vui vẻ. Cho nên chúng ta cần tạo một tâm hồn vui vẻ sáng sủa và tỉnh giác thì ngoại cảnh theo đó mà sáng sủa, nó không còn tối tăm mờ mịt nữa. Tối tăm mờ mịt đó là cái mê đen tối của tham sân si chứ không phải gì khác. Hôm nay là ngày Phật hoan hỷ, tôi nhắc lại những điểm then chốt cho tất cả quý vị cùng chúng tôi, mọi người chúng ta đều nỗ lực vươn lên. Làm sao luôn luôn tỉnh giác từ thấp lên cao và luôn luôn với tâm niệm cầu tiến lợi mình lợi người để cho chính mình càng ngày càng được an vui, xã hội càng ngày càng. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là những điều Đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết, để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế, Phật Pháp là những chân lý, tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt. Chân lý phổ biến, chân lý tương đối, chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến. Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu tràn đầy trên vạn vật. Những sự thật ấy Đức Phật chỉ ra, chúng ta chịu khó khảo sát một cách tinh tế sẽ thấy hiển nhiên không sai lệch. Trước hết, nhìn theo dòng thời gian, Phật nói: Một La Mã, nhân quả. Tất cả sự vật có hình tướng, có tác động đều hình thành bằng nhân quả. Nhân quả trùm khắp cả mọi sự vật,
không một sự vật nào có thể thoát ngoài nhân quả được. Song từ nhân đến quả có chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân nên trở thành vấn đề phức tạp. Lại có những trường hợp vì nhân quá nhỏ nhịn, nhân xa xôi khiến người ta không thể thấy, không thể nhớ mà biến thành khó hiểu. Chúng ta thử nhìn từ lãnh vực thực vật, động vật để minh chứng lý nhân quả. 1. Về thực vật. Không một thứ cây loại cỏ nào mà chẳng từ nhân thành quả. Hoặc có thứ nhân của nó là hạt, có thứ nhân nó là lá, có thứ nhân nó là ngọn, có thứ nhân nó là rễ, là thân. Từ cái nhân ấy nảy mầm sanh trưởng thành cây, đơm hoa kết quả. Không có loại thực vật nào ngẫu nhiên không nhân thành quả. Ví dụ, hạt cam là nhân, lên thành cây cam có trái cam là quả. Hạt ớt là nhân, lên thành cây ớt có trái ớt là quả. Có nhân ắt phải có quả, song trong ấy còn tùy thuộc thuận nhân hay nghịch nhân mà thành quả hay bất thành quả. Như có hạt cam là chánh nhân, có phân, đất, nước, ánh nắng là trợ nhân, được săn sóc dung quán là thuận nhân. Hạt cam ấy sẽ nảy mầm sanh trưởng thành cây cam và có trái cam không sai. Ngược lại, có hạt cam mà thiếu phân, đất, nước, ánh nắng thì không thể nảy mầm sanh cây cam, huống là có trái cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất, nước, ánh nắng mà thiếu người săn sóc dung quán thì có thể có cây cam mà khó mong có quả cam. Hoặc có hạt cam, có phân, đất, nước, ánh nắng, có người dung quán, xong bị sâu trùng ăn gốc, đục trong thân cây, nghịch nhân thì cây cam ấy sẽ bị hoại. Hoặc có trường hợp dường như không nhân mà thành quả. Như chúng ta dọn sạch một thửa đất để trồng trọt, thửa đất ấy chúng ta cuốc không còn một gốc cỏ, lượm sạch không sót một cọng cỏ, ta tự cho là đất thật sạch. Thế mà qua một vài trận mưa, chúng ta thấy từ lòng đất cỏ giọt lên lấm tấm đều hết. Cỏ này từ đâu đến? Phải chăng đất sanh cỏ? Thật không phải thế, bởi những hạt cỏ li ti đã nằm sẵn trong lòng đất mà mắt chúng ta không thể thấy. Gặp mưa, chúng nảy mầm lên cây là lý đương nhiên. Đây là vì nhân nhỏ nhịn chúng ta không thấy nên có những nhận xét sai lầm. Lại có trường hợp khác, một hôm tăng chúng trong chùa chúng tôi ra thăm vườn, bẻ được hai trái mãng cầu xiêm, từ hai cây mãng cầu cách nhau độ 4 thước tây. Khi xẻ ra ăn, cả chúng đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau, đặt câu hỏi: tại sao cùng một loại, chung một thửa đất mà trái này ngọt, trái kia chua? Mỗi người đều có giả thuyết khác nhau, riêng tôi chỉ cười thôi. Cuối cùng tôi giải thích cho họ nghe: sở dĩ hai cây cùng một loại, chung một thửa đất mà mùi vị khác nhau, do trước kia tôi lấy hạt của hai trái mãng cầu chua và ngọt ươm trồng nên kết quả như thế. Đó là vì nhân xa xôi khiến người ta không thể biết nên sanh nghi ngờ. Bởi những lý do trên, nhân quả trở thành tế nhị phức tạp. Nếu người nhận xét nông nổi đơn thuần thì khó thấu triệt được. 2. Về động vật. Tất cả loài động vật hình thành cũng từ nhân đến quả. Có loài động vật nhân là trứng, có loài động vật nhân từ bào thai, có loài động vật nhân từ loài khác hóa ra. Không có loài động vật nào tự nhiên mà có, song có cũng tùy thuộc chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân. Sự sanh trưởng của nó được hoàn hảo hay suy kém hoặc hoại diệt chẳng hạn. Đây là nói nhân quả trên vạn vật có hình tướng. Chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả loài sanh vật trên quả địa cầu và cả quả địa cầu này đều nằm gọn trong lòng nhân quả. 3. Về tác động. Chẳng những nhân quả trùm khắp mọi loài mọi vật có hình tướng,
mà nhân quả cũng bao gồm mọi tạo tác, mọi hành động của mọi loài. Ở đây chúng ta chú mục vào loài người để thấy rõ nhân quả. Những tác động về thân miệng của chúng ta có tánh cách lợi người, đem lại nguồn an vui cho người là tác động lành. Nó sẽ mang lại cho ta sự an vui ngay hiện tại hoặc sau này, gọi là quả lành. Những tác động có tánh cách thương tổn khiến người đau khổ, gọi là nhân dữ. Nó sẽ chuốc lấy sự đau khổ trở về ta ngay hiện tại hoặc mai kia, gọi là quả dữ. Ví dụ, chúng ta ra tay cứu giúp người hoạn nạn nguy khốn. Qua cơn hoạn nạn, họ vui vẻ cảm ơn ta. Chính khi thấy họ an ổn, lòng chúng ta cũng vui lâng lâng. Mặc dù chúng ta không mong gì hơn nữa, song người thọ ơn bao giờ cũng nghĩ đến đền đáp. Nếu gặp cơ hội tốt, họ sẽ đền ơn ta. Ngược lại, chúng ta làm thương tổn, khiến người ta đau khổ, họ sẽ bực tức, oán hờn, phản kháng ta. Chính khi ấy, lòng chúng ta cũng bị bất an. Nếu mai kia họ gặp dịp thuận tiện sẽ trả thù, khiến chúng ta bị khổ đau hơn, họ mới vừa lòng. Đó là nhân lành gặp quả lành, nhân dữ chịu quả dữ. Nhưng cũng có những trường hợp dường như ngoại lệ mà thật không phải. Như chúng ta đã gieo nhân lành hoặc dữ mà suốt đời không gặp được kết quả. Vì nhân chưa chín mùi mà báo thân chúng ta đã hoại, nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian chứ không mất. Hoặc có khi chúng ta không gây nhân lại chịu quả. Vì nhân xa xôi còn lưu lại, chúng ta không nhớ. Tác động của ý còn thầm lặng bên trong chưa phát lộ ra, song nó rất nguy hiểm. Vì thân miệng đều do nó chủ động sai khiến. Nó giấy nhân lành thì thân miệng theo đó tạo nhân lành. Nó giấy nhân dữ thì thân miệng theo đó tạo nhân dữ. Cho nên người hiểu lẽ nhân quả đối với tác động của ý phải dè dặt tối đa. Tác động của ý có nhân quả cũng y hệt thân miệng. Tuy nhiên, nhân quả không phải đơn giản như nhiều người đã hiểu. Gây nhân lành được quả lành, tạo nhân dữ bị quả dữ. Vẫn có những trường hợp dường như trái lại. Bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nhân quả không thể chặn một quãng mà đoán định được. Chúng ta muốn hiểu thấu đáo nhân quả, phải căn cứ vào ba thời mà khảo sát, nắm chắc lý nhân quả. Chúng ta sẽ có sức tự tính mãnh liệt, vì không còn lệ thuộc vào sức thiêng liêng bên ngoài. Chúng ta tự nhận là chủ nhân ông toàn cả cuộc đời của mình. Nhân quả là dòng biến động sanh diệt tiếp nối, nên nó là hiện thân của vô thường. Vì vô thường nên mãi lăn lộn trong dòng sanh diệt, cũng là thành quả của luân hồi. Chủ thuyết nhân quả không phải cố định cứng khằng, mà linh động thăng giáng tùy theo sự đủ thiếu các nhân của nó. Người học Phật nhận chắc lý nhân quả là đã có căn bản vững vàng trên đường tiến tu, đồng thời cũng gạt phát những thuyết mê tín du dơ như đồng bóng, bói xăm, tướng số, may rủi. Vì biết rõ mọi tác động đẹp xấu của chúng ta sẽ cải tạo xây dựng một cuộc đời vui khổ trong hiện tại và vị lai. Còn băn khoăn trông đợi, thắc mắc điều gì mà phải đi coi bói tướng số? Thế là chúng ta can đảm nhận chịu mọi trách nhiệm hay dở do mình gây nên, không còn oán hờn kêu than chi cả. Cũng phá tan những bệnh chấp, định mạng, nhất nhân, vô nhân. Vì biết rõ vạn vật trên thế gian không có cái gì cố định, duy nhất, ngẫu nhiên, mà đều do nhân quả hình thành. Hai La Mã, duyên sanh. Nhìn về mặt không gian, vạn vật đều do các duyên chung hợp thành hình, cho nên nói các pháp từ duyên sanh. Duyên là chỉ cho nhiều phần tử tổ hợp thành một vật thể. Vật thể không tự có, phải do nhiều nguyên tố
hay nhiều phần tử chung hợp. Nói tới duyên sanh lại không chấp nhận sự đơn thuần mà khẳng định là hợp thể. Dạng vật có hình tướng trên quả địa cầu và kể luôn cả quả địa cầu đều do các duyên chung hợp thành hình. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ có tác động cũng thuộc duyên sanh. Trước khảo sát những vật có hình tướng gần chúng ta nhất, như cái bàn viết hiện đây của ta, trước nó không tự có, phải có gỗ, có đinh, có bào, có đục, có cưa và có ông thợ mộc. Do sự cưa xẻ bào đục kết cát của ông sao mới thành cái bàn. Những nguyên liệu dụng cụ và ông thợ mộc đều là duyên chung hợp thành cái bàn. Nếu có người hỏi cái bàn này do vật gì làm ra, chúng ta đáp do ông thợ mộc hoặc do gỗ. Đó là lối đáp đơn thuần, không đúng toàn thể của cái bàn. Nếu chấp lối đáp ấy đúng thì mắc phải bệnh thiên kiến. Đến như cái nhà chúng ta hiện ở, hoặc nhà lá hay nhà gạch, trước nó cũng không tự có. Nếu là nhà lá, phải có cột kèo đòn tay cây lá, rồi sao chúng ta mới ráp lại thành cái nhà? Nếu là nhà gạch, phải có gạch, xi măng, cát, vôi, ngói, gỗ và thợ hồ mới xây thành cái nhà. Khi thành hình cái nhà gọi là duyên hợp, khi cái nhà hư hoại đi gọi là duyên tan. Chỉ do duyên hợp duyên tan, thật thể cái nhà vốn không thực có. Khảo sát như thế qua mọi sự vật, chúng ta không thấy có một sự vật nào không phải duyên hợp mà thành. Dù vật nhỏ bé như cây kim ngọn cỏ, vật to lớn như núi biển quả địa cầu đều nằm chung trong một thông lệ ấy. Cho đến những thứ không có hình tướng, chỉ thấy tác động cũng do duyên hợp mà có. Như điện, gió, chúng ta không thấy hình tướng nó, chỉ biết khi tác động giấy khởi. Về điện thì có điện âm, điện dương, phối hợp mới phát khởi hiện tượng. Về gió, phải có khí nặng, khí nhẹ mới có hoạt động. Nơi con người, tư tưởng giấy khởi cũng phải có sáu cơ quan làm chỗ tựa và đối diện với trần cảnh bên ngoài. Nếu ba phần, tư tưởng, cơ quan, trần cảnh mà thiếu một thì không sao giấy khởi được. Thế nên mọi tác động có ra đều do duyên hợp mà có. Nói duyên sanh là nhằm vào hợp thể, choáng một khoảng không gian. Đã là hợp thể thì không có tự thể và thực thể. Tự thể đã không thì tên đặt cho sự vật cũng rỗng. Ví như tên cái nhà, chúng ta phân tích từng viên gạch, từng miếng ngói chân dân ra tìm xem cái gì là cái nhà. Chỉ khi hợp thể thành hình, tạm đặt cho nó một cái tên. Cái tên ấy chỉ có giá trị tạm thời, từ khi hợp thể thành hình, bởi trước và sau nó vốn không có. Chính ngay khi thành hình, chúng ta phân tích từng đơn vị một, tìm tự thể cái tên chung ấy vẫn không có. Nên nói, các pháp duyên sanh tự thể là không. Trước không, sau không, giữa cũng chẳng thật, nên sự có mặt của các hợp thể là hư giả huyễn hóa. Do đó, nói đến lý duyên sanh thì xem vạn vật đều như huyễn, như hóa. Thông suốt lý duyên sanh, chúng ta thoát khỏi hai chứng bệnh thiên kiến và mê lầm. Nhất là bệnh mê lầm, quả là bệnh trầm kha khó chữa trị. Vạn vật do hợp thể mà có, hư giả không thật, lại mê lầm chấp là thật. Vì chấp thật nên theo đó có yêu ghét và sanh tham sân. Đó là nguyên nhân mãi lăn trong dòng luân hồi sanh diệt. Biết rõ duyên sanh hợp thể hư giả là dứt mê lầm chuyển thành trí tuệ. Đây là cửa ngõ của lâu đài giác ngộ. Trong phần chân lý phổ biến, lý nhân quả và duyên sanh là hai sự thật tràn đầy trên vạn vật và mọi tác động của chúng sanh. Sự thật ấy, quá khứ, hiện tại, vị lai
đều không thay đổi. Song nó tinh vi khó hiểu, người chịu khó nghiền ngẫm phân tích kỹ càng mới nhận ra được. Hai sự thật này nhằm vào hai chiều của vũ trụ. Nhân quả chạy suốt chiều dọc thời gian, nhân duyên xuyên tột chiều ngang không gian, do đó gọi là chân lý phổ biến. Chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi đối trị nhau. Những sự đối đãi ấy là sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác, khổ đối vui, động đối tịnh, sanh diệt đối vô sanh. Còn sanh hoạt trong tương đối thì có xấu phải có tốt, có thiện phải có ác, có khổ phải có vui. Chúng ta không thể chối cãi sự thật ấy được. Chỗ khôn ngoan của chúng ta là khéo lợi dụng cái này đối trị cái khác để tiến lên đúng nguyện vọng của mình. Như lương y biết bệnh biết thuốc, khéo dùng thuốc trị lành bệnh cho người. Phật Pháp là những phương thuốc trị lành bệnh cho chúng sanh, nên gọi Phật là ông vua thầy thuốc, vô thượng y vương. Ở đây, chúng ta chỉ đơn cử vài lối đối trị để làm sáng tỏ lẽ này. Sáng đối tối. Chúng ta biết tối không phải tự nó tối, mà do nhân duyên thiếu ánh sáng. Nếu ta khéo tạo điều kiện, đèn dầu, đuốc, đèn điện cho có ánh sáng thì bóng tối tự mất. Ngược lại, muốn có bóng tối cũng như thế. Đây là cái tối sáng của hiện tượng bên ngoài. Đến cái tối sáng tinh thần bên trong của chúng ta cũng có nhân duyên. Nhân thiếu học, thiếu đọc sách khiến ta tối dốt. Dùng ánh sáng học tập đọc sách thì cái tối dốt dần dần tiêu diệt. Nóng đối lạnh. Chúng ta nhân chạm khí lạnh, gió lạnh, nước lạnh nên phát lạnh run. Biết thế, chúng ta phải tạo điều kiện cho có hơi nóng để đối trị, như đốt lửa hơ, lò sưởi ấm, mền bông trùm. Ngược lại, gặp khí nóng, chúng ta phải dùng các thứ lạnh trị, như nước, gió, máy điều hòa. Nếu lạnh trong thân thì dùng thuốc nóng trị. Khổ đối vui. Khổ có nhiều loại. Khổ do đói rét, khổ do bệnh tật, khổ do vô minh phiền não. Nếu khổ do đói rét, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho có ăn có mặc, tức là lấy cái vui no ấm trị cái khổ đói rét. Nếu khổ vì bệnh tật, chúng ta phải dùng thuốc thang điều trị, lấy cái vui khỏe mạnh trị cái khổ bệnh tật. Nếu khổ do vô minh phiền não, chúng ta phải lấy chánh pháp của Phật trị nó. Vô minh phiền não tức là si tham sân. Si mê là vô minh, tham sân là phiền não. Bệnh si mê chúng ta dùng trí tuệ điều trị, tức là dùng pháp quán giới phân biệt hay quán nhân duyên. Bởi chúng ta lười biếng, không chịu phân tích quán sát nên tâm trí mờ tối. Phân tích nội tâm tự thân và ngoại cảnh có chia từng phần từng giới hạn, gọi là quán giới phân biệt. Chính sự chia chẻ quán sát ấy khiến chúng ta thấy rõ thân tâm này không thật. Trí tuệ do đó dần dần phát sanh. Hoặc dùng quán nhân duyên, khéo khảo sát như phần duyên sanh trong một chân lý phổ biến ở trước. Bệnh tham lam cần phải tra xét coi tham thuộc loại nào trong năm thứ tham. Tham tiền của, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ. Tham tiền của thì dùng bố thí trị. Bởi vì tham thì muốn gom góp gìn giữ, mà bố thí thì ban cho, cứu giúp chia sớt. Chính của mình còn mang ra cứu giúp chia sớt kẻ khác, huống là của họ mà mình muốn gom góp về, thật vô lý. Do thật tâm bố thí thì bệnh tham tiền của từ từ lành hẳn. Tham sắc đẹp và ăn uống phải dùng pháp quán bất tịnh điều trị.
Bất tịnh là bẩn thỉu dơ nhất. Xét nơi thân mình từ trong đến ngoài, toàn trữ những đồ dơ nhất, như cái bô đậy kín. Nếu nó hở rỉ ở đâu, sẽ nghe mùi hôi thối tràn ra đấy. Những thứ nước hoa, mùi son phấn, đều là loại sơn vẽ khéo của cái bô. Nếu thật con người là sạch sẽ, cần gì phải tô điểm? Các loại tô điểm ấy chẳng qua là lối đánh lừa mắt mũi kẻ khác mà thôi. Những thức ăn uống lúc còn bên ngoài dường như thơm ngon, song khi qua khỏi cổ sẽ biến thành những đồ bất tịnh. Thường dùng lối quán sát thân nhơ nhớp như thế sẽ trị lành bệnh tham sắc đẹp và ăn uống. Tham danh vọng và ngủ nghỉ nên dùng pháp quán vô thường điều trị. Vô thường là chỉ cho sự đời chợt còn chợt mất, không bền bỉ lâu dài. Danh vọng được đó rồi mất đó, như sương đầu ngọn cỏ, như lặng điện chớp. Thường nghĩ xét như thế thì còn lòng nào đeo đuổi danh vọng? Đời người mỏng manh sớm còn tối mất, lúc còn khỏe mạnh còn hoạt động, chúng ta phải quý tiếc thời gian, nỗ lực làm lợi ích cho mình, cho người, đừng để một đời trôi qua vô ích. Thấy rõ như vậy thì đâu cam giết chết thì giờ trong cái ngủ nghỉ. Sân hận dùng pháp quán từ bi, hạnh nhẫn nhục và hỷ xả trị nó. Sân là nóng giận, hận là hờn phiền. Nóng giận muốn la rầy đánh đập cho đã cơn giận, khiến người phải đau khổ. Bởi vì khi giận thì không thương, lúc thương thì không giận. Từ bi là hằng đem lòng thương chan rãi khắp mọi người. Xem sự vui khổ của người như sự vui khổ của chính bản thân mình. Thương người như mình, còn lòng nào hại người đau khổ? Tay trái lỡ đập tay phải đau điếng, tay phải cam nhận chịu không đập lại, vì biết cùng một thân mình. Lòng thương xem người như mình, dù bị người làm đau khổ mấy cũng nhịn chịu, không nóng giận hại lại. Nhẫn nhục là nhịn chịu. Khi cơn nóng nổi lên, cố gắng dằn ép xuống, để giữ bình tĩnh và nhịn chịu cho qua. Bởi đè ép nên chỉ là phương tiện tạm thời, không thể hết gốc nóng giận. Chỉ có quán từ bi thành công thì gốc nóng giận mới tiêu. Hờn phiền là lòng còn ôm ấp những mối bất bình. Hỷ xả là vui vẻ buông bỏ hết, khiến lòng nhẹ nhàng thơ thới. Ôm lòng hờn phiền là gốc bệnh hoạn khổ đau. Vui vẻ buông bỏ hết thì lòng vui tươi an ổn. Bệnh hoạn khổ đau không có lý do gì tồn tại. Khổ từ ngoại cảnh, khổ nơi bản thân, khổ của nội tâm. Chúng ta khéo lấy sự an vui đối trị. Vui no ấm, vui khỏe mạnh, vui sáng suốt, vui hết tham lam, vui không nóng giận, trị lành các bệnh khổ ở trên. Khổ là thành quả xấu do nhân duyên xấu tạo nên. Khổ về vật chất và thể xác do nhân duyên thiếu thốn hoặc phản nghịch của vật chất gây nên. Khổ về tinh thần do nhân duyên si tham sân chủ động. Si là không biết đúng lẽ thật nên sanh tham, tham không được như ý nên nổi sân. Ba thứ này là nhân chánh tạo nên quả khổ. Quả khổ là khổ đế, nhân duyên tạo nên nó là tập đế. Biết rõ nguyên nhân và các duyên rồi, dùng Phật pháp đối trị là đạo đế. Khi mọi nhân duyên gây đau khổ dứt sạch, gọi là diệt đế. Đây là bốn lẽ thật, tứ đế, nằm trong pháp đối đãi và đối trị. Động đối tịnh. Động là sao xuyến rối loạn, tịnh là yên ổn lặng lẽ. Ở đây riêng giải thích về cách đối trị của tâm thức. Tâm thức chúng ta sao xuyến rối loạn, khiến suy yếu mờ tối. Muốn dừng sự sao xuyến rối loạn này, chúng ta phải dùng sự yên ổn lặng lẽ đối trị.
Song chúng ta phải biết rõ do nhân duyên gì khiến tâm thức xao xuyến rối loạn. Bởi tâm thức chạy theo sự được mất tiền của, được mất sắc đẹp, được mất danh vọng, được mất ăn uống, được mất ngủ nghỉ mà thành xao xuyến rối loạn. Muốn dừng sự chạy theo ấy, Phật Pháp dạy chúng ta trước tiên phải giữ giới. Giới là hàng rào ngăn chặn tâm thức chạy theo ngũ dục. Kế dùng phương pháp thiền quán làm sợi dây cột nó lại. Ngoài có hàng rào giới luật, trong có sợi dây thiền quán, con khỉ tâm thức sẽ thúc thủ ngồi yên, dần dần ngủ liệm. Giới có năm giới, 10 giới vân vân, nhằm ngăn chặn mọi sự đuổi theo ngoại cảnh của tâm thức. Thiền quán có sổ tức quán, từ bi quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán, cốt cột chặt tâm thức lại một chỗ, bắt buộc nó phải yên lặng. Đây là phương pháp lấy tịnh trị động. Sanh diệt đối vô sanh. Cặp đối này cũng gọi là sanh tử đối niết bàn. Sanh diệt là nói chung cho muôn loài, sanh tử chỉ nói riêng cho loài động vật. Sanh tử đối niết bàn lại khu biệt hoàn toàn vào người Phật tử. Muôn loài hằng chịu sanh diệt mà không biết lẽ vô sanh để dùng đối trị. Đức Phật sau khi giác ngộ đã thấy rõ lẽ ấy, nên dạy đệ tử lấy vô sanh đối trị sanh diệt hay sanh tử. Vô sanh là nghĩa chánh của niết bàn. Dòng tâm thức biến động là nguồn gốc sanh tử. Tâm thức biến động bởi do luyến ái bản thân và ngoại cảnh. Nếu biết rõ cảnh vật vô thường, thân người vô ngã, thì dòng luyến ái sẽ khô kiệt, tâm thức sẽ dừng lặng. Tâm thức dừng lặng thì nhân duyên sanh tử dứt bặt. Đó là nghĩa vô sanh. Ví như gió dừng thì sóng lặng, mặt biển sẽ bằng phẳng an lành. Luyến ái là động cơ thúc đẩy tâm thức sanh diệt, còn luyến ái thì sanh tử không bao giờ dứt. Chúng ta yêu mến một người, người ấy vắng đi thì tìm cách gặp lại, hoặc nơi này hay nơi khác. Lòng yêu mến thúc giục chúng ta tìm gặp nhau mãi mãi. Chỉ khi lòng yêu mến cạn thì sự tìm kiếm mới dừng. Trong Pháp 12 nhân duyên, ái là động cơ thúc đẩy có thủ, hữu, rồi sanh lão tử ở đời sau. Ái dứt thì thủ hữu không còn, làm gì có sanh lão tử tiếp nối. Ái là luồng gió mạnh, thổi cuốn sóng tâm thức nổi dậy. Gió ái dừng thì sóng tâm thức cũng theo đó mà lặng. Bức tường chặn gió ái không gì hơn quán các pháp vô thường, quán thân tâm vô ngã. Bờ sông bên này là sanh tử, bờ sông bên kia là niết bàn. Thấy rõ như thế, hành giả cấp bách kết bè, vượt dòng sông qua bờ bên kia. Qua rồi, từ biệt vĩnh viễn bờ sông bên này. Đó là quan niệm chán sanh tử cầu niết bàn của hàng nhị thừa, vì còn thấy sự đối đãi là chân thật. Cũng dùng phương pháp đối trị này, song Bồ Tát chỉ thấy là phương tiện tạm thời nên không mắc kẹt ưa chán. Chân lý tương đối bàn bạc khắp thế gian. Bất luận nhân loại, vật loại, ngôn ngữ, tư tưởng, phát xuất đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn khéo ứng dụng tài tình những phản đề để tiêu diệt chúng theo đúng đường lối vươn lên của chúng ta. Không biết dùng hoặc dùng sai phương pháp đối trị mà muốn tiêu diệt chúng, không bao giờ thành công. Thầy thuốc hay là người khéo biết bệnh, biết thuốc và dùng thuốc trị liệu đúng phương pháp. Vì thế, Phật chân lý tuyệt đối. Một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chân lý tuyệt đối. Không thuộc nhân quả nên không sanh diệt vô thường. Không thuộc duyên sanh nên không phải hợp tướng giả dối. Thoát ngoài dòng đối đãi nên không trị liệu, không so sánh, không luận bàn, không suy nghĩ đến được.
Thực thể này không lệ thuộc thời gian, không bị chi phối của không gian, vượt ngoài mọi đối tượng trong vũ trụ. Chính nó là sanh mạng, là mạch sống của chúng sanh mà chúng sanh không nhận ra nó. Nó hiển nhiên hằng có mặt nơi chúng ta mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng thương. Nó là thể chẳng sanh chẳng diệt, vĩnh cửu trường tồn của chúng ta. Chúng ta không biết đến nó, đi nhận cái sanh diệt tạm bợ làm mình. Bỏ quên thực thể này là vô minh, là si mê. Nhận được nó là giác ngộ, là trí tuệ. Bỏ quên nó, đi theo sanh diệt là luân hồi. Nhận sống với nó là vô sanh giải thoát. Bởi thực thể này hệ trọng dường ấy, nên chúng ta phải biết nó tên gì, làm sao nhận ra nó, nhận được nó có lợi ích gì. Chúng tôi sẽ theo thứ tự giải quyết những thắc mắc này. Thực thể này nguyên không có tên. Trong Phật Pháp, tùy công dụng gắn gượng đặt rất nhiều tên. Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ cứu kính như kim cang. Bởi vì trí tuệ này không có cái gì phá hoại được nó, mà nó hay phá hoại tất cả như chất kim cang. Kinh Viên Giác gọi nó là Viên Giác Tánh, là tánh giác tròn đầy. Vì đối với các thứ chân lý, chúng ta nhận được từng phần chân lý nào đó, giác ngộ phần chân lý ấy nên gọi là phần giác. Chỉ nhận được chân lý tuyệt đối này mới gọi là giác ngộ viên mãn. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật hay Phật thừa, bởi vì nó là cái thấy biết Phật, là cổ xe đưa người đến Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí tuệ Phật, vì nhận được thực thể này là trí tuệ giác ngộ của chư Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm hay Như Lai Tạng, nó là tâm thể chân thật hay kho tàng Như Lai của chúng sanh. Kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị, vì nó vượt ra ngoài dòng đối đãi hai bên. Thiền Tông gọi là chân tánh, nó là tánh chân thật của tất cả chúng sanh. Lại còn những tên thông dụng là chân như, Phật tánh, pháp thân, đạo, bản lai diện mục, không thể kể xiết. Tạm biết tên thể này một cách khái quát rồi, chúng ta cần phải nhận ra mặt mày nó mới là điều thiết yếu. Song phàm có nói năng, có trình bày đều thuộc về tương đối, làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được? Đây quả là điều thiên nan vạn nan. Tuy nhiên, chúng tôi cũng gắn gượng trước tạm đặt các nguyên tắc, kế dẫn lời Phật dạy trong kinh, sau cùng nhắc lại những phương tiện của thiền sư. Họa chăng quý độc giả có nhận được phần nào chăng? Chúng ta tạm đặt những nguyên tắc để khả dĩ nhận ra mặt này của nó. Phàm cái gì có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả. Cái gì có tác động là sanh diệt. Cái gì đối đãi là không thật. Ngược lại, cái gì không hình tướng, không tác động, không đối đãi là chân thật, thường còn vô sanh. Cái không hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi trong ngoài. Vừa đặt câu hỏi tìm chỗ nơi nó là sai. Cái không tác động thì không sanh diệt, không bị vô thường theo thời gian. Đặt vấn đề thời gian với nó là sai. Cái không đối đãi thì không còn so sánh, không phân biệt. Đặt vấn đề so sánh phân biệt với nó là sai. Thực thể này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta, vừa giấy tâm tìm kiếm nó là sai. Nó là thực thể của giác tri, không phải cái đối tượng giác tri. Nếu khởi nghĩa cầu biết nó là sai. Nó không hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà có mặt khắp ba nơi ấy. Cho nên nghĩ ly khai hình tướng tác động đối đãi để tìm nó là sai. Yếu chỉ nhận ra nó là tự ta trực nhận, thầm nhận. Lời Phật dạy, phương tiện tổ chỉ đều là lối đập cỏ rắn sợ hay vỗ nước cá đau đầu mà thôi.
Chúng ta muốn nhận ra nó, phải khéo nhìn theo tinh thần, ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng không nằm tại đầu ngón tay, khéo nương theo ngón tay, thấy mặt trăng ở tận trong hư không. Hoặc nhìn theo tinh thần soi gương, nhân thấy bóng trong gương, biết được mặt thật của mình. Đừng chấp bóng là thật, đợi khi xoay gương mất bóng la hoảng lên mất mình. Đây là phương tiện tạm đặt những nguyên tắc, nương nó khả dĩ chúng ta thấy được thực thể chính mình. Thực thể này biểu lộ thường xuyên nơi sáu cơ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta, mà không lệ thuộc hoàn toàn sáu cơ quan ấy. Dễ nhận dễ thấy nhất là ở mắt và tai. Vì thế, Đức Phật khi muốn chỉ thực thể chẳng sanh chẳng diệt ấy, thường dùng phương tiện chỉ ngay nơi mắt và tai của chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn: Phật ở trong đại chúng, đưa tay lên rồi nắm lại xòe ra, nắm lại xòe ra, hỏi ngài A Nan: Nay ông thấy cái gì? A Nan thưa: Con thấy bàn tay trăm báo của Như Lai ở trong chúng xòe nắm. Phật bảo A Nan: Ông thấy tay ta ở trong chúng xòe nắm là tay ta có xòe có nắm, hay cái thấy của ông có xòe có nắm? A Nan thưa: Tay trăm báo của Thế Tôn ở trong chúng xòe nắm, con thấy tay Như Lai tự xòe nắm, chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh? A Nan thưa: Tay Phật động, tánh thấy của con còn không có tịnh, huống nữa là động. Phật khen: Đúng thế. Lúc đó, trong lòng bàn tay Phật phóng một làn hào quang báo, soi bên phải ngài A Nan. A Nan liền xoay đầu nhìn bên phải, lại phóng quang soi bên trái ngài A Nan. A Nan xoay đầu nhìn bên trái. Phật hỏi A Nan: Hôm nay tại sao đầu ông dao động? A Nan thưa: Con thấy hào quang báo của Như Lai phóng đến bên trái bên phải của con. Con nhìn theo hai bên nên đầu tự dao động. Phật hỏi: Ông nhìn hào quang Phật soi bên trái bên phải nên đầu dao động, thế là đầu ông động hay cái thấy động? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đầu con tự động, tánh thấy của con còn chẳng dừng, huống là dao động. Phật khen: Đúng thế. Khi ấy Như Lai bảo khắp đại chúng rằng: Nếu như chúng sanh nhận lấy cái dao động gọi là trần, nhận lấy cái dao động gọi là khách, các ông xem A Nan, đầu tự dao động, cái thấy không động. Lại xem ta, tay tự xòe nắm, cái thấy không xòe nắm. Tại sao hôm nay các ông lấy động làm thân, lấy động làm cảnh? Từ thủy đến chung niệm niệm sanh diệt, quên mất chân tánh làm việc điên đảo. Tâm tánh đã mất chân nên nhận vật làm mình, ở trong luân hồi tự chịu luân chuyển. Kinh Lăng Nghiêm cuối quyển 1 Hán Tự. Qua đoạn kinh này, chúng ta nhận thấy thâm ý Phật muốn chỉ cho ngài A Nan và đại chúng biết, ngoại cảnh biến động sanh diệt như bàn tay Phật xòe nắm, thân này dao động vô thường như đầu ngài A Nan xoay qua lại. Chỉ có cái thấy, xem thấy cảnh biến động mà không bị biến động, tựa nơi đầu dao động mà không bị dao động. Cái biến động và dao động là vô thường hư giả, tại sao chúng ta dẫn nó làm thật thân mình, làm thật cảnh của mình? Trái lại, cái thấy biết chưa từng dao động là chân thật vô sanh, mà chúng ta lại bỏ quên nó, để cam chịu lưu chuyển luân hồi. Lại cũng một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm: Vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: Con xưa chưa từng nghe sự chỉ dạy của Phật, gặp Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết không còn gì nữa, gọi là Niết Bàn. Nay con tuy gặp Phật vẫn còn hồ nghi, làm sao phát huy chứng biết chỗ tâm này chẳng sanh chẳng diệt? Đại chúng ở đây, những người còn trong hàng hữu lậu,
thảy đều thích được nghe. Phật hỏi: Đại Dương, nhục thân hiện tại của ông là đồng kim cang thường trụ chẳng hoại hay là biến hoại? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay trọn theo biến diệt. Phật bảo: Đại Dương, ông chưa từng diệt, làm sao biết nó diệt? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, thân biến hoại vô thường của con tuy chưa từng diệt, song con xem hiện tiền niệm niệm đổi dời luôn luôn chẳng dừng, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu mất, mất hết không dừng, nên biết thân này sẽ theo tiêu diệt. Phật bảo: Đại Dương, đúng thế, nay ông đã già, đi theo suy yếu, nhan mạo đâu giống lúc còn trẻ. Vua thưa: Bạch Thế Tôn, thuở xưa con còn trẻ, da dẻ tươi nhuận, đến lúc trưởng thành khí huyết sung mãn, nay con già cả suy yếu, hình sắc khô khan, tinh thần mờ tối, tóc bạc mặt nhăn, không còn bao lâu sẽ chết, làm sao sánh được với lúc sung thạnh? Phật bảo: Đại Dương, hình dung của ông đâu lẽ già liền? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, nó thầm biến hóa đổi dời thật con chẳng biết, nóng lạnh đổi thay dần dần đến như thế. Vì sao? Khi con 20 tuổi, tuy nói niên thiếu, nhan mạo đã già hơn lúc 10 tuổi. Đến 30 tuổi lại suy hơn 20 tuổi. Nay đã 62 tuổi, xem lại thuở 50 tuổi, rõ ràng cường tráng. Bạch Thế Tôn, sự thầm đổi dời tuy đặt thời hạn 10 năm, song con suy xét kỹ, nó biến đổi đâu những 10 năm, 20 năm, mà thật dời đổi từng năm. Đâu chỉ từng năm mà dời đổi từng tháng, đâu những từng tháng mà dời đổi từng ngày. Suy xét chín chắn tế nhị hơn thì khoảng mỗi sát na, mỗi niệm đổi dời. Vì thế biết thân con trọn theo biến diệt. Phật bảo: Đại Dương, ông thấy sự biến hóa đổi dời chẳng dừng, ngộ biết thân ông tiêu diệt. Cũng chính khi diệt đó, ông biết trong thân có cái chẳng diệt chăng? Vua chấp tay bạch Phật: Thật con chẳng biết. Phật bảo: Nay tôi chỉ cho ông biết cái tánh chẳng sanh diệt. Đại Dương, ông khi mấy tuổi được thấy sông Hằng? Vua thưa: Khi con được 3 tuổi, mẹ bồng đi ý kiến Kỳ Bà Thiên sang ngang sông này, khi ấy là biết sông Hằng. Phật bảo: Đại Dương, như ông đã nói, khi 20 tuổi già hơn 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi dời. Ắt khi ông 3 tuổi thấy sông Hằng, đến năm 13 tuổi thấy sông Hằng, cái thấy ấy thế nào? Vua thưa: Như lúc 3 tuổi rõ ràng không đổi, cho đến hiện nay 62 tuổi vẫn không có khác. Phật bảo: Nay ông tự lo tóc bạc mặt nhăn, quyết định mặt nhăn hơn lúc còn trẻ. Song hiện nay ông thấy sông Hằng cùng với cái thấy sông Hằng thuở xưa có trẻ có già chăng? Vua thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: Đại Dương, mặt ông tuy nhăn, song tánh thấy của ông chưa từng nhăn. Nhăn thì biến đổi, chẳng nhăn thì không biến đổi. Biến đổi thì bị sanh diệt, cái không biến đổi vốn không sanh diệt. Tại sao ở trong ấy chịu sanh tử với ông, mà ông dẫn lời Mạc và Lê đều nói thân này sau khi chết là diệt hết? Kinh Lăng Nghiêm, đầu quyển 2, Hán Tự. Đọc đoạn kinh này chúng ta thấy Phật chỉ rõ ràng ngay nơi thân này, cái nào sanh diệt, cái nào chẳng sanh diệt. Thân là dòng biến động thay đổi từng phút giây, tức là vô thường hoại diệt. Tánh thế xưa nay chưa từng thay đổi thì làm gì có hoại diệt? Nói tánh thế là chỉ cái thấy biết thường xuyên nơi mắt chúng ta, khi chưa hợp tác với niệm thứ hai để so sánh đẹp xấu hơn kém,
cho đến mắt chúng ta mở hay nhắm, nó cũng luôn luôn hiển lộ. Nó không lệ thuộc hoàn toàn vào mắt. Cơ quan mắt tốt thì nó hiện sáng tỏ, cơ quan mắt xấu thì nó hiện lu mờ, cho đến cơ quan mắt hoại, nó cũng không bị hoại theo. Đó là đặc tính chẳng sanh chẳng diệt của nó vậy. Chẳng những thực thể chẳng sanh chẳng diệt hằng biểu lộ ở mắt, mà ở tai nó cũng có mặt luôn luôn. Cũng kinh Lăng Nghiêm có đoạn: Phật bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan: Hiện giờ ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đồng thưa: Chúng con nghe. Tiếng chuông bặt dứt, Phật lại hỏi: Hiện giờ các ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đồng thưa: Chẳng nghe. La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Phật hỏi: Hiện giờ các ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đồng đáp: Nghe. Phật hỏi A Nan: Ông tại sao nghe, tại sao chẳng nghe? A Nan và đại chúng đồng bạch Phật: Nếu đánh tiếng chuông thì chúng con được nghe. Đánh lâu tiếng bạc âm vang dứt hết thì gọi là không nghe. Phật lại bảo La Hầu La đánh chuông, hỏi A Nan: Hiện giờ có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đồng thưa: Có tiếng. Đợi giây lâu tiếng bạc, Phật lại hỏi: Hiện giờ có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đáp: Không tiếng. Giây lát, La Hầu La lại đánh chuông, Phật hỏi: Hiện giờ có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đồng đáp: Có tiếng. Phật hỏi A Nan: Ông nói thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? A Nan và đại chúng đồng bạch: Nếu đánh chuông thì gọi có tiếng, đánh lâu tiếng bạc âm vang dứt hết thì gọi không tiếng. Phật quở A Nan và đại chúng: Hôm nay tại sao các ông tự nói rối loạn? Đại chúng và A Nan đồng thời hỏi Phật: Thế nào hôm nay chúng con nói rối loạn? Phật bảo: Tôi hỏi các ông nghe thì các ông đáp nghe, tôi hỏi các ông tiếng thì các ông đáp tiếng. Chỉ nghe với tiếng mà đáp không nhất định, tại sao như thế chẳng gọi là rối loạn? Này A Nan, tiếng bạc không còn âm vang, ông nói không nghe. Nếu thật không nghe thì tánh nghe đã diệt, giống như cây khô. Lại đánh tiếng chuông thì ông làm sao mà biết? Biết có biết không chính là thanh trần, tiếng hoặc có hoặc không, đâu phải tánh nghe kia là có là không. Nếu tánh nghe thật không thì ai biết nó không? Thế nên A Nan, tiếng ở trong tánh nghe tự có sanh diệt, chẳng phải tánh nghe của ông do có tiếng không tiếng mà nó thành có thành không. Ông còn điên đảo nhận lầm tiếng làm cái nghe, đâu còn lạ gì chẳng mê lầm cho cái thường làm đoạn. Trọn không nên nói lìa các thứ động tịnh, thông đích mà bảo không có tánh nghe. Kinh Lăng Nghiêm, cuối quyển 4, Hán Tự. Đây là cái mê lầm chung của toàn thể chúng ta: nhận tiếng làm cái nghe, nhận hình tướng làm cái thấy. Có tiếng gọi là có nghe, không tiếng gọi là không nghe. Có hình tướng gọi là có thấy, không hình tướng gọi là không thấy. Nghe, thấy là cái giác tri của chính mình. Hình tướng và âm thanh là trần cảnh bên ngoài. Nhận lầm trần cảnh là mình, trách gì không mất mình và trôi lăn theo cái sanh diệt mãi mãi. Đó là bằng chứng hiển nhiên để thấy chúng ta đang bị vô minh điên đảo. Nếu ngay nơi đây mà chúng ta không chịu thức tỉnh, phát minh tánh chân thường chẳng hoại, không biết bao giờ ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Đánh thức mọi người giác ngộ thể tánh chân thường của chính mình, âu cũng là mục đích chung của chư Phật. Kinh Pháp Hoa có đoạn: Này Xá Lợi Phất, chư Phật tùy nghi nói pháp ý thú khó hiểu, vì cớ sao?
Vì ta dùng vô số phương tiện các thứ nhân duyên lời lẽ, thí dụ diễn nói các pháp. Pháp ấy không phải do suy nghĩ phân biệt hay hiểu, chỉ có chư Phật mới hay biết đó. Vì cớ sao? Vì chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Xá Lợi Phất, thế nào nói chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời? Vì chư Phật Thế Tôn muốn chúng sanh mở tri kiến Phật, khiến được thanh tịnh mà hiện ra đời, muốn chúng sanh ngộ tri kiến Phật mà hiện ra đời, muốn chúng sanh nhập tri kiến Phật mà hiện ra đời. Xá Lợi Phất, đó là chư Phật chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện. Yếu chỉ chư Phật không có hai, duy dẫn đường chúng sanh vào tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật sẵn có nơi chúng ta. Chúng ta thấy nhân nơi sắc tướng. Chúng ta thấy nhân nơi sắc tướng mất, nói không thấy. Biết nhân trần cảnh không, nói không biết. Ai thấy sắc tướng mất mà nói không thấy? Ai biết trần cảnh không mà nói không biết? Quả tang chúng ta quên mất chúng ta một cách đáng thương. Mỗi hôm sáng ra vừa mở mắt, chúng ta đã đặt sẵn bao nhiêu vấn đề phải giải quyết trong ngày nay. Đến tối ăn cơm xong, lên giường nằm kiểm điểm lại, đã giải quyết được mấy vấn đề, còn cặn lại và thêm những vấn đề mới ngày mai phải giải quyết. Cứ thế mãi, ngày nay ngày mai, cho đến ngày tắt thở mà những vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Những vấn đề là việc bên ngoài mà thiết tha giải quyết, còn chính ông chủ đặt vấn đề và giải quyết vấn đề lại quên bẵng. Xong, ông chủ ấy lại là người không có vấn đề. Quên mình chạy theo cảnh là cái thấy biết của chúng sanh. Nhân cảnh nhận được tánh chân thường của chính mình là cái thấy biết Phật, tri kiến Phật. Quên mình là mê, nhận được mặt thật của mình là giác. Chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh, đó là bản hoài của chư Phật. Chính vì đánh thức chúng sanh sống trở lại cái thấy biết Phật của mình, đừng chạy theo trần cảnh mà quên mất mình. Kinh Kim Cang có đoạn: thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác Phật. Không nên trụ nơi sắc, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên phát tâm không có chỗ trụ. Nếu tâm có trụ, tức là chẳng trụ. Kinh Kim Cang. Tâm vô thường chánh đẳng chánh giác là tâm Phật. Tâm Phật không dính mắc sáu trần, vì sáu trần là pháp sanh diệt. Dính mắc pháp sanh diệt là tâm hư vọng của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát muốn an trụ nơi tâm Phật thì không nên dính mắc sáu trần. Còn chạy theo sáu trần là còn thấy trong có tâm, ngoài có cảnh, nằm trong pháp đối đãi giả dối. Biết trần cảnh duyên hợp giả dối, dừng tâm không chạy theo nó là sống trở về tánh chân thật tuyệt đối của mình. Đó là pháp môn bất nhị trong kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật có đoạn: ông Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát: các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ hiểu của mình mà nói. Bồ Tát Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh diệt là hai. Pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Văn Thù nói: như ý tôi, đối với tất cả pháp không nói không bàn, không chỉ không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Ngài Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật: chúng tôi ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là pháp môn không hai?
ông Duy Ma Cật ngồi im lặng. Ngài Văn Thù khen: hay thay, hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật vào pháp môn không hai. Kinh Duy Ma Cật phẩm Pháp Môn Bất Nhị. Người đọc kinh Phật rất khó hiểu vì cách lập ngôn trong kinh. Thế thường nói hai hoặc nói một, nếu không phải một là hai, không phải hai là một. Tại sao trong kinh nói không hai mà chẳng nói một? Bởi một đối hai, hai đối một. Ở đây chỉ pháp thoát ngoài đối đãi nên nói không hai. Nếu có dùng ngôn ngữ cũng vì để dẹp ngôn ngữ, như đoạn Ngài Văn Thù nói: đến chỗ cứu kính ấy không còn lời để diễn bày, vừa có diễn bày đều rơi vào đối đãi, chỉ ngay đó nhận được mới là người đạt đạo. Chính đó là chỗ im lặng của ông Duy Ma Cật. Nói mà không nói là mượn ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ, không nói mà nói là im lặng để thầm chỉ chân lý tuyệt đối bằng hết ngữ ngôn. Đó là thái độ hai vị Bồ Tát ở cuối phẩm này. Trong các kinh còn đầy dẫy những đoạn chỉ dạy chân lý tuyệt đối này. Chỉ e dẫn lắm thêm rườm, chúng ta hãy bước sang lĩnh vực thiền sư. Trước tiên là bài thuyết pháp kỳ diệu của Tổ Huệ Năng. Sau khi khai ngộ, được ngũ tổ truyền y bát bảo trở về phương Nam. Tổ đi đến ngọn Đại Dữ, bị Huệ Minh đuổi theo kịp. Tổ để y bát trên tảng đá vào rừng ẩn. Huệ Minh đến gặp y bát, xong dở lên không nổi, gọi: hành giả, tôi đến đây vì pháp, không phải vì y bát. Tổ nghe gọi, bước ra ngồi trên tảng đá bảo: nếu ông vì pháp, hãy bình tâm nghe tôi nói. Huệ Minh đứng im lặng giây lâu. Tổ bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu này, Huệ Minh liền đại ngộ. Bài thuyết pháp ngắn gọn này phản ánh trung thực một sự nghiệp to tát Tổ vừa lãnh hội nơi ngũ tổ và đang mang nó về phương Nam. Chính đó cũng là bản hoài của chư Phật. Bản lai diện mục là bộ mặt thật xưa nay của chúng ta. Nó là tên khác của đạo, của pháp thân, của Phật tánh, của chân tâm. Chúng ta có bộ mặt thật muôn đời không đổi mà tự bỏ quên nó, bám vào thân hình tạm bợ cho là thật mình. Cái thân hình đang chấp giữ là thật mình, nó thay đổi từng phút giây, hợp tan không nhất định. Thế thì lấy gì bảo chứng cho nó là thật? Quả thật, một hình tướng biến thiên, một hợp thể tạm bợ. Nó có mà không thật có, vì luôn luôn đổi thay. Còn mà không thật còn, vì hợp tan chẳng định. Nếu chấp nhận nó là ta, thật là cái ta tạm bợ làm sao? Hoặc có người biết thân này giả dối, chính cái tâm biết thiện, biết ác, biết phải, biết quấy, tốt, xấu mới thật là ta. Song cái tâm phân biệt hai bên cũng là đổi thay tạm bợ. Vì vừa giấy nghĩ về lành về dữ thì nó đã sanh diệt rồi. Nếu buông hết mọi vấn đề đối đãi, tìm lại nó thì tung tích vắng tanh. Thế là ta ở đâu? Mất rồi sao? Thật bối rối vô cùng. Nếu chấp cái suy nghĩ làm ta, chỉ vì chấp thân tạm bợ, tâm giả dối làm ta, nên muôn kiếp trôi lăn trong sanh diệt, gọi là luân hồi. Ngay nơi thân tạm bợ, tâm giả dối, chúng ta nhận ra bộ mặt thật xưa nay của mình và sống hẳn với nó. Dòng sanh diệt ngang đấy liền dừng, kiếp luân hồi đến đây giải thoát. Bộ mặt thật xưa nay chưa từng bị sanh diệt, một thực thể không do duyên hợp, làm gì bị đổi thay tan hợp. Nó vẫn có và thường còn mà chúng ta quên đi, gọi là vô minh. Nhận ra nó không còn lầm quên nữa, gọi là giác ngộ. Muốn chỉ bộ mặt thật xưa nay cho người, không có cách kỳ diệu nào bằng câu:
không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, của Lục Tổ? Người ta cứ thắc mắc, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, mà chẳng nhớ không nghĩ thiện, không nghĩ ác là tối quan trọng. Chính khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh chứ gì? Bởi khi tâm bình thường tỉnh táo, không giấy nghĩ thiện ác, phải quấy, quả là bộ mặt thật xưa nay xuất hiện. Vừa giấy nghĩ thiện ác là động, là chạy theo sanh diệt, bộ mặt thật xưa nay bị khuất lấp mất rồi. Cho nên qua câu nói này, Thượng Tọa Minh khéo thấy được bộ mặt thật xưa nay của mình gọi là ngộ đạo. Dưới đây thêm những bài thuyết pháp đơn giản bình dị mà hay tuyệt của các thiền sư. Thiền sư Tùng Thẩm, Triệu Châu đến tham vấn Nam Tuyền, Phổ Nguyện, hỏi: thế nào là đạo? Nam Tuyền đáp: tâm bình thường là đạo. Lại có thể nhằm tiến đến chăng? Nghĩ nhằm tiến đến là trái. Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? Đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thực đạt đạo thì chẳng nghi. Ví như hư không thênh thang rỗng rang, đâu thể gắn nói phải quấy. Ngay câu nói này, sư ngộ đạo. Đạo là tên khác của bản lai diện mục hay pháp thân. Đó là thực thể tuyệt đối nằm sẵn nơi tâm tánh chúng ta. Chúng ta vừa giấy niệm tìm nó, tiến đến nó là trái mất rồi. Khởi nghĩ biết nó đã rơi vào vọng giác, không nghĩ biết nó để tâm mờ mờ mịt mịt lại thuộc bệnh vô ký. Giấy tâm phán đoán phải quấy càng xa với đạo. Câu tâm bình thường là đạo quả thực đã vén bức màn vô minh cho mọi người thấy được bộ mặt thật xưa nay của mình rồi. Bởi khởi tâm tìm kiếm là mất bình thường, xét đoán phải quấy là mất bình thường. Chỉ tâm tỉnh táo sáng suốt mà không giấy động mới thật tâm bình thường. Tâm bình thường không tướng mạo, không hình dáng, thể nó thênh thang rỗng rang, đồng với hư không. Thấy được tâm thể này là người đạt đạo. Thiền sư Đạo Ngộ bảo đệ tử là Sùng Kính rằng: ngươi làm thị giả ta, ta sẽ chỉ tâm yếu cho ngươi. Sùng Tín nhận làm thị giả, trải qua mấy năm mà không được chỉ dạy điều gì. Sùng Tín thưa: từ ngày con vào đây đến giờ, chưa được Hòa Thượng chỉ dạy tâm yếu. Đạo Ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây đến nay, ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu. Chỉ dạy ở chỗ nào? Ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi nhận. Ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu? Sùng Tín cúi đầu suy nghĩ giây lâu. Đạo Ngộ bảo: thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngay câu này Sùng Tín khai ngộ. Đạo Ngộ nói tâm yếu, tức là Nam Tuyền nói tâm bình thường. Trong mọi hành động ăn cơm, mặc áo, tới lui qua lại của chúng ta đều biểu lộ tâm yếu đầy đủ. Chỉ đáng tiếc, khi ăn chúng ta chẳng chịu ăn, lại nghĩ đến các việc này. Khi mặc chẳng chịu mặc, lại suy các việc nọ. Chúng ta không thể sống được với tâm bình thường trong mọi hoạt động của mình. Hằng bị vọng tưởng cuốn hút qua mọi lĩnh vực hoạt động của nó. Do đó, cả ngày chúng ta mãi đuổi theo vọng tưởng, hết thứ này đến loại khác, không bao giờ được dừng nghỉ. Ở đây, Thiền sư Đạo Ngộ chỉ tâm yếu phát hiện nơi dâng trà, nhận cơm, gật đầu, thật là bình thường đơn giản. Tâm yếu hằng hiện hữu nơi mọi hoạt động của chúng ta, mà chúng ta thông qua không chịu nhận. Bởi trong đầu óc chúng ta chứa dẫy đầy các thứ quái tượng, hiếu kỳ, thì làm sao nhận được cái bình thường đơn giản này? Nói đến tâm yếu, đạo, pháp thân, chúng ta tưởng tượng phải là cái gì phi thường kỳ đặc mới được. Đâu ngờ, nói lại là cái rất giản đơn bình dị.
ném phát mọi vọng tưởng cuồng loạn, chỉ sống với tâm thể an nhiên trong mọi hoạt động bình thường là chúng ta đạt đạo, ngộ tâm yếu. Các lượng sóng lặng hụt trên mặt biển là hiện tượng sanh diệt. Khi mọi lượng sóng đều lặng yên, chỉ còn một mặt biển phẳng lì, thử hỏi cái gì là sanh diệt? Có sóng nổi lên là có hình tướng sai biệt. Khi sóng lặng hết, tìm xem còn hình tướng gì? Song đến đó không thể nói không có mặt biển. Tâm thể chúng ta cũng thế. Chỉ cần lặng hết mọi vọng tưởng thì thể tánh hiển bày. Thế nên vừa suy nghĩ là lấp mất thể tánh rồi. Thiền sư Hoài Hải, bá trượng, theo hầu Mã Tổ đi dạo vườn, bỗng có bầy chim bay qua. Mã Tổ hỏi, bay đó là gì? Hoài Hải thưa, bầy vịt trời. Bay đi đâu? Bay qua mất. Mã Tổ nắm lỗ mũi của sư dặn mạnh một cái, đau quá sư la thất thanh. Mã Tổ bảo, sao không nói bay qua mất? Nhân đây sư tỉnh ngộ. Tâm yếu luôn luôn hiển lộ đầy đủ nơi sáu căn mà chúng ta không nhận thấy. Chúng ta một bề buông thả sáu căn chạy theo sáu trần. Mắt đối sắc cho là có thấy, sắc trần qua mất nói là không thấy, lệ thuộc hẳn ngoại cảnh. Sắc trần là tướng sanh diệt, chợt có chợt không. Cái thấy biết sắc trần có khi nào sanh diệt, mà chúng ta chỉ nhận sắc trần không nhận cái thấy. Cái thấy là hiện thân của tâm yếu, là mạng sống ngàn đời của chúng ta. Thế mà chúng ta quên đi mạng sống của chính mình, phóng tâm đuổi theo dòng sanh diệt của ngoại giới. Trường hợp thiền sư Hoài Hải cũng thế, chỉ nhớ bầy chim bay qua mất, không nhớ tánh thấy thường còn của mình. Mã Tổ nắm lỗ mũi dặn mạnh, bảo, sao không nói bay qua mất? Sư chợt tỉnh ngộ cái không mất của mình, hay thức được giấc mê, quên mình theo vật. Chúng ta sống nhờ lỗ mũi, hít vô thở ra, nó là sanh mạng của mình. Lỗ mũi hằng có mặt thường trực ở trước chúng ta, mà chúng ta khó thấy và ít nhớ. Hằng ngày chúng ta chỉ nhớ những vấn đề ăn, mặc, đẹp, xấu, còn hơi thở là điều tối thiết yếu lại quên đi. Quên hơi thở tức là đã quên mạng sống của mình. Mạng sống đã quên đi thì sự sống không còn ý nghĩa của sự sống. Sống của cái chết, của cái cuồng loạn. Phật Tổ cố đánh thức chúng ta nhớ lại mạng sống của chính mình. Hằng sống với mạng sống của chính mình, làm gì có nghĩa chết? Như mãi còn thở ra vào, sao nói chết được? Bởi vì chết là mất đi cái sống, là dừng hơi thở. Tánh thấy hằng hiện hữu nơi chúng ta mà chúng ta không thấy. Ví như lỗ mũi thường có mặt ở trước mắt mà chúng ta dễ quên. Cái nắm mũi dặn mạnh của Mã Tổ khiến thiền sư Hoài Hải đau la thất thanh, liền đó tỉnh ngộ, quả là diệu thuật trong nhà thiền, cũng là một bài thuyết pháp không lời kỳ diệu. Tướng quốc Bùi Hưu vào viếng chùa Khai Nguyên, thấy trên vách chùa có vẽ hình cao tăng. Bùi Hưu hỏi thiền sư Hy Vận, Hoàng Bá, hình thấy tại đây, cao tăng ở đâu? Sư cất giọng trong thanh gọi, Bùi Hưu. Bùi Hưu, dạ. Sư hỏi, ở đâu? Bùi Hưu liền ngộ được hạt châu trên búi tóc. Chúng ta đến thăm nhà người bạn, vừa ấn nút chuông điện ngoài cổng, liền có người mở cửa, bao nhiêu lần cũng thế. Chúng ta biết chắc chắn rằng nhà này có người gác cửa thường trực. Cũng vậy, nơi tai chúng ta nếu không có cái linh tri thường trực, khi động làm sao có phản ứng kịp thời. Ở đây vừa gọi liền đáp, không có phút giây chờ đợi nghĩ suy gì cả. Cho đến đang lúc ngủ say, bỗng có tiếng gọi to cũng giật mình thức giấc. Càng thấy rõ, cái linh chi nơi tai chúng ta không khi nào vắng mặt. Chỉ khi thức, các cơ quan hoạt động thì nó sáng.
lúc ngủ các cơ quan đóng bít thì nó mờ. Cái linh tri này mới thật là chủ nhân ông, hay bộ mặt thật xưa nay của chúng ta. Chúng ta quên lửng ông chủ, cứ chạy theo khách trần bên ngoài. Một bề quên mình theo vật, nên mãi trầm luân sanh tử. Đang lúc hoạt động lăng xăng, có người hỏi, cái gì là ông chủ? Chúng ta bàng hoàng sửng sốt, không biết đáp thế nào. Thế là, hàng ngày chúng ta nói, sống vì mình, lo cho mình, mà quả thực chúng ta đã mất mình. Nếu biết rõ ông chủ của mình, chúng ta mới dám nói thật sống, bằng không biết ông chủ thế nào, làm sao nói rằng mình đang sống được. Có hoạt động, có sống, cũng chỉ là cuộc sống vay mượn mà thôi. Ông Bùi Hưu thấy hình Cao Tăng mà không biết Cao Tăng ở đâu. Đó là tâm trạng quên mất ông chủ, đang thao thức dò tầm. Một tiếng gọi của thiền sư Hy Vận dường như một tiếng sét ngang tai, khiến ông bất chợt ứng thanh dạ, chồng thêm một câu hỏi ở đâu. Hốt nhiên ông sáng mắt, ông chủ đã lâu ông băn khoăn thắc mắc kiếm tìm bất chợt hiện lồ lộ trước mắt. Hạt châu quý trong búi tóc của nhà vua trong kinh Pháp Hoa chỉ dành tặng riêng cho vị tướng quân có công to nhất, hôm nay ông nhận được. Cái cao cả quý báu nhất trong đời sống con người là ông chủ. Nhà không có chủ là nhà hoang, xác thân không nhận ra ông chủ là xác thân rỗng. Vì thế, mục đích duy nhất của Phật, Tổ là chỉ cho chúng ta nhận ra ông chủ. Ông chủ ấy hằng có mặt nơi tai, mắt chúng ta, chỉ khéo nhận liền thấy. Thiền sư, sư bị, Huyền Sa ngồi trong thất, có vị tăng đứng hầu, nhìn xuống nền thất có một điểm trắng. Sư hỏi tăng, ông thấy chăng? Tăng thưa, thấy. Sư bảo, ta thấy, ông cũng thấy, tại sao có người ngộ, người không ngộ? Hai thầy trò đồng thấy một điểm trắng trên nền thất, tại sao thầy ngộ mà trò lại mê? Bởi vì trò thấy chỉ thấy cái bị thấy, cho nên quên mất ông chủ, tức là mê. Thầy thấy mà không chạy theo cái bị thấy, nhưng cái bị thấy nhận ra ông chủ hay thấy của chính mình, tức là ngộ. Đồng một cảnh mà mê ngộ khác nhau, gốc tại quên mình theo vật hay nhân vật nhận được mình. Ở hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Tôn giả Ca Diếp miệng cười chúm chím đồng ý nghĩa này. Chư tổ Thiền Tông tận dụng mọi phương tiện, nào đưa tay dựng Phật tử, khiến người nhận được ông chủ qua cái thấy của mình. Ngay khi thấy sự vật, tâm không bị giấy một niệm nào. Chính khi ấy, bộ mặt thật xưa nay bày hiện. Vì có thấy là có biết. Cái biết không do suy nghĩ, không do phân biệt, mới là cái biết chân thật. Thoát ngoài đối đãi sanh diệt. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt đều là động. Tạm có rồi không, làm sao nói chân thật được. Cái suy nghĩ phân biệt lặng xuống, tánh giác tri hiện bày rỡ rỡ, nó mới thật là ông chủ muôn đời của ta. Giác tri mà lặng lẽ thì làm gì có sanh diệt. Chỗ này còn nghi ngờ gì, không nói nó chân thật vĩnh cửu. Thế nên, mắt thấy sắc tướng mà nhận được tánh thấy của mình là ngộ đạo, trái lại là mê. Thiền sư Cảnh Thanh ngồi trong thất, có vị tăng đứng bên cạnh. Sư hỏi, bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa, tiếng con nhái bị con rắn bắt kêu. Sư nói, sẽ bảo chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Hôm khác, sư hỏi vị tăng bên cạnh, bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa, tiếng mưa rơi. Sư bảo, chúng sanh điên đảo quên mình theo vật. Hòa thượng thì sao? Vẫn chẳng quên mình. Vẫn chẳng quên mình ý nghĩa thế nào? Xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. Rắn bắt nhái, đó là chúng sanh khổ, vì con lớn hiếp con bé. Xong lại có khổ chúng sanh,
chính là người quên mất mình chạy theo ngoại cảnh. Hàng ngày, tai chúng ta chỉ lắng nghe tiếng động tĩnh bên ngoài. Có khi nào nhận biết mình có tánh nghe thường trực? Vừa nghe tiếng động liền phân biệt thuộc loại nào, hay dở, lợi hại, phải quấy, rồi sanh tâm yêu ghét. Cứ thế mãi không dừng, làm sao chẳng bảo là chúng sanh điên đảo quên mình theo vật. Chỉ có người tỉnh giác mới biết phản quan lại mình, mọi động tĩnh bên ngoài đều là pháp sanh diệt. Ông chủ biết được mọi động tĩnh ấy mới là người chẳng sanh diệt. Vì khi động vẫn biết động, lúc tịnh vẫn biết tịnh, hai tướng động tịnh đuổi nhau. Ông chủ vẫn ngồi yên xem sự đổi thay của chúng. Người biết sống trở về ông chủ của mình, mặc sự sanh diệt đổi thay của trần cảnh, là vẫn không quên mình. Chỗ không quên mình ấy làm sao diễn tả được, nên nói xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. Tai nghe tiếng mà không chạy theo phân biệt tiếng, lại giận nơi mình hằng có tánh nghe, là pháp tu phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Âm thanh nhỏ lớn xa gần lúc nào cũng có, tánh nghe thường hằng nên mới thường nghe. Nếu tánh nghe có gián đoạn, ắt chúng ta có khi nghe khi không. Song không khi nào chúng ta chẳng nghe, dù khi không có tiếng động vẫn nghe không tiếng. Đây là chứng cứ cụ thể, tánh nghe thường trực nơi mọi người chúng ta. Trong các phương pháp tu trở về tự tánh, biết phản chiếu lại tánh nghe của mình là ưu việt hơn cả. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù chọn phương pháp nào viên thông, Ngài chọn ngay pháp nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thiền sư có đến ngàn vạn phương tiện, lãnh hội một thì tất cả đều thông. Sau khi thông lý tuyệt đối, có giá trị thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta đều trông thấy mọi lẽ tạm bợ của cuộc đời, khiến khát khao tìm kiếm hướng về chỗ trường cửu miên viễn. Song nói đến chỗ này, dường như mọi người đều thở dài, tự nhận là vô phần. Hầu hết đều bó tay cúi đầu trước thực thể bất sanh bất diệt ấy. Khao khát ước mơ mà không thể tìm được, không dám mò tới, thật là đau đớn vô cùng. Một khi bất ngờ bắt gặp được nó, thì còn gì sung sướng cho bằng. Chính tâm trạng của tôn giả Xá Lợi Phất, vân vân, ở trong Kinh Pháp Hoa cũng thế. Từ khi tu hành cho đến nay, các ngài chỉ mong được quả nhị thừa, không khi nào dám ước mơ đến Phật quả. Bất ngờ được Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật, thật là một điều quá sức ước mong. Nói thí dụ, chàng Cùng Tử được ông trưởng giả trao sự nghiệp để bày tỏ tâm trạng của các ngài. Thiền sư Thủy Lạo nói với đồ đệ: từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ đến giờ, cười mãi không thôi. Thiền sư Huệ Hải cũng nói: từ khi nhận được kho báu nhà mình đến nay, dùng mãi không thiếu. Cười mãi không thôi vì hạt châu vô giá bị đánh mất, bất chợt tìm thấy nắm được trong tay. Kể từ đây, hết rồi một kiếp lang thang nghèo đói. Dục mãi không thiếu vì nó là kho báu vô tận, ứng dụng tùy tâm nên gọi là bảo châu như ý. Có được hạt bảo châu như ý trong tay, tự thân mọi nhu cầu đều toại nguyện, còn thêm tùy ý cứu giúp tha nhân. Thật là tự lợi, lợi tha viên mãn. Hạt minh châu vô giá hay bảo châu như ý đều do Đức Phật lấy làm thí dụ để chỉ thể tánh tuyệt đối này. Bởi vì mạng sống là cứu kính của chúng sanh, mạng sống càng dài thì giá trị càng cao. Cho nên ở thế gian không ơn gì to bằng ơn cứu mạng. Chỉ cần được cứu sống thêm một vài mươi năm, người ta cho đó là ơn sâu trời bể. Đạt được thể tánh này là dẫn lấy sinh mạng trường tồn miên viễn, vượt ngoài dòng thời gian, không còn dùng con số nào tính kể được. Đức Phật dùng thí dụ điểm mực nơi phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa là nói rõ ý này. Đem thế giới tam thiên nghiền thành bụi nhỏ,
lấy bụi ấy làm mực, đi sang phương đông, trải qua trăm ngàn muôn ức thế giới mới điểm một điểm mực, gom hết những thế giới có điểm mực, không điểm mực đã đi qua, nghiền nát thành bụi, mỗi hạt bụi tính là một kiếp. Thử tính tuổi thọ Phật là bao nhiêu? Dù có nhà toán học tài tình mấy, cũng không sao tính nổi tuổi thọ của Phật. Phật ở đây là chỉ Phật Pháp Thân, tức là thực thể tuyệt đối sẵn có nơi mọi chúng sanh vậy. Thực thể này không những vượt ngoài thời gian mà cũng bao trùm khắp không gian. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dùng thí dụ Phá Di Trần Xuất Kinh Quyển để nói lên thể rộng lớn của nó. Nói rằng, có một quyển kinh lượng bằng thế giới Tam Thiên Đại Thiên, giò tròn, nhét trong hạt bụi nhỏ. Có người trí tuệ xem biết, dùng phương tiện đập vỡ hạt bụi lấy quyển kinh. Trong quyển kinh ghi chép đầy đủ mọi sự thật của thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Quyển kinh dụ thể tánh tuyệt đối hay Phật tánh, hạt bụi dụ thân tứ đại của chúng sanh. Muốn biết mọi sự vật trong vũ trụ, không gì hơn ngay nơi bản thân này nhận ra thể tánh tuyệt đối, mọi sự thật hiện bày đầy đủ trong ấy. Có ai ngờ trong hạt bụi nhỏ lại chứa quyển kinh to như thế? Chỉ người trí tuệ Phật mới nhận thấy được nó. Chúng ta không khi nào dám thừa nhận mình có thể tánh rộng lớn trùm khắp vũ trụ, mà hằng tự nhận mình như cây lao, cây sậy trên địa cầu, như hạt cát trong bãi sa mạc. Vì thế, đọc kinh Duy Ma Cật thấy nói, ông Duy Ma Cật đưa tay nắm thế giới dời đi nơi khác, làm sao chúng ta dám tin? Tôn giả A Nan sau khi ngộ được chân tâm, bạch Phật rằng, con xem thân cha mẹ sanh, so với chân tâm, như hạt bụi trong hư không, như hòn bọt ngoài bể cả. Kinh Lăng Nghiêm. Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư Việt Nam, có vị tăng hỏi, sanh tử là việc lớn, làm sao giải quyết? Thượng Sĩ đáp, trong hư không dài, có chướng gì hai dành xe, ngoài bể cả, có ngại gì hòn bọt nổi. Ý nói rằng, sự sanh tử của thân này đối với pháp thân như hai dành xe ném trong hư không, như hòn bọt nổi trong bể cả, có nghĩa lý gì mà quan trọng? Hạt bụi sánh với hư không, hòn bọt so với bể cả, giá trị quá rõ ràng, nên nói viên ngọc vô giá. Sống được với thể tánh này thì diệu dụng vô cùng, lợi mình lợi người viên mãn. Hàng ngày chúng ta chỉ sống với vọng tưởng mà còn có trăm ngàn tác dụng, tạo ra trăm điều ngàn việc. Phương chi sống với thể tánh linh minh thì diệu dụng làm sao lường được. Căn cứ hiện tượng thế gian phán xét để thấy rõ điều này. Trên thế gian, cái gì càng thô thì dụng càng yếu, cái gì càng tế thì dụng càng mạnh. Như đất thể thô hơn nước nên bị nước uống, nước thể thô hơn gió nên bị gió đùa. Sức mạnh của gió làm tan cả đất, cuộn phăng cả nước mà không thấy hình dáng tướng mạo gì. Sức mạnh của nguyên tử, của khinh khí cũng tương tự như thế. Vọng tưởng là tướng tâm duyên theo pháp trần nên có tướng mạo. Khi tâm ta tưởng quả núi, liền có quả núi hiện nơi tâm. Tâm nhớ người, liền có người hiện. Với tâm thì có cảnh, tâm cảnh dính liền nhau. Tâm không rời cảnh, đó là tâm hư vọng, cũng gọi là vọng tưởng. Cảnh có đến ngàn dạng, nên tâm duyên cảnh cũng có trăm thứ. Có tướng mạo là tâm thô, chia nhiều thứ là bị phân tán. Tâm thô và phân tán nên công dụng của nó yếu ớt tầm thường. Khi vọng tưởng đã lặn sạch, chỉ còn một tâm thể linh minh, không hình dáng tướng mạo nên ứng dụng vô cùng. Đến chỗ này gọi là diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng không thể nghĩ bàn nên dụ là bảo châu như ý. Nắm hạt châu này trong tay thì mọi việc đều như ý,
tức là mãn nguyện tự tại. Một bên công dụng tầm thường cuộc hạn, một bên diệu dụng không thể nghĩ bàn, tự do tự tại. Đối chiếu nhau, chúng ta thấy rõ giá trị sai biệt của đôi bên rồi. Chân lý tuyệt đối không có bên ngoài, mà nằm sẵn ngay nơi chúng ta. Chúng ta muốn tìm nó, phải biết quay lại mình, đừng chạy ra ngoài tìm kiếm vô ích. Chân lý tuyệt đối nơi mình, chính là ông chủ của mình. Nhận ra ông chủ thì mọi chân lý trong vũ trụ đều thấy rõ. Nhận ra và sống được với ông chủ của mình thì dòng luân hồi chấm dứt, mọi khổ đau hết sạch, được giác ngộ giải thoát.